Ôi dạ, được không? Coi chừng đó nha. Mày đi ra tao bay vô coi. Ê, đỡ tao. Trời ơi, cái thằng này nó cao nhất mà nó yếu nhất á. Ủa, tới nhà tôi làm gì đông dữ vậy? Bộ quýnh lộn hả? Đâu có đâu. Anh kiếm mượn. Mối tình này thiệt là trắc trở. Thôi đi, Tấm Bảnh cứ đứng đây đợi đi, để ba Đào đi kiếm út mận cho nha. Lê, hai Lê ra tới. Lê, nó đứng ở trên nó dòm xuống, nó thấy cái bản mặt. Nó thấy cái mặt anh nó quậy quá, nó không chịu xuống, nó vô rồi. Anh đâu có đuôi đâu, anh liếc lên anh thấy mà. Bởi vì anh mới buồn vậy đó. Vậy thôi tự hiểu ha. Rồi vậy là chị tới kiếm út mận với là tía thôi phải không? Đâu kiếm hai đứa mình đâu hai. Vậy thôi đi vô. Thôi đi vô. Đi vô. Ê. Trời ơi, có gì cơ nết ghê. Thôi vô uống nước nha, đi. Đi. Không vô uống nước. Anh không uống nước, anh tuyệt thực. Cũng không liên quan lắm tuyệt ha. Thực chứ đâu phải vô. Tuyệt nước đâu mày. Vậy mình đi vô mình uống đi, kệ ổng đi. Kệ ổng đi, đi vô mấy anh, đi vô. Mình vô. Quay. Kệ đi mà. Để nó dặn dò lời cuối. Hai tụi bay vô trong uống nước đi. Trong cuốn bí kíp của tao đã dặn là phải chờ ở đây 3 ngày 3 đêm vậy mới hiệu quả. Mày giọng cuốn bí kíp mày vô họng mày nhai luôn đi nha. Bí kíp hoài. Tao nhai rồi đó. Thôi bây giờ rảnh quá về đi. Về chải tóc trở thành con người đi. Qua đây mận gặp mày. Thôi đi mình đi vô đi. Thôi đi vô. Đứng đây đợi đi nha. Đi. Thấy tội quá. Đã xấu mà còn đóng dây khùng nữa, tội nghiệp thiệt. Em thấy người ta làm nhục anh ở đây không Mận? Mận ơi. Mày hả mày? Cái thứ ngu sanh con gái đã làm gì? Để bây giờ nè, nó gây ra mang tay mang tiếng cái chòm xóm này. Tôi mà như mày đó nghe, tôi nghĩ mẹ xuống sông tao chết cho rồi. Thấy không? Mày hiểu không? Hiểu không mà đi luôn. Đi luôn phải không? Tội nghiệp chưa già mà thần kinh. Bà mẹ mày đứng mày chửi cỏ hả? Mày mượn gió bẻ măng hả? Ráng đi ngang. Cười người bữa trước là bữa sau người cười đó. Mày coi mày liệu hồn mày đó. Mày có con trai đó nghe. Rồi coi chừng. Coi chừng cũng có ngày mày cũng nằm mày khóc sượt với tao vậy thôi à. Trời ơi nè, tôi con trai tôi nghe, nó không đi á là hại người ta thì thôi, chứ có bầu bì gì đâu mà sợ. Trời ơi con gái mới sợ, nghe không? Phải à, để đó được coi. Cái thứ con trai đó mà nó không đem lại lợi lộc gì, đẻ ra đó để cho nó duy trì nòi giống, nghe không? Rồi mai mốt đây đó nó không làm được cái gì đó ngang là gia đình tiệt giống tiệt dòng, ta báo cho mày biết. Ôi bà đặt. Sao nói chuyện mà không nói cho hết rồi đi đâu vậy? Gì? Đứng lại nói chuyện hả? Xin lỗi mày đi. Tao không điên đứng nói chuyện với cây cỏ ha. Rồi. Nè, đi lại đó đi nghe. Rồi tự suy nghĩ. Rồi nhào đầu cũng xong chết cho rồi đi nha. Trời ơi nói không lại rồi. Cái trù ẻo con người ta. gì nữa. Ai kia kìa, đang trèo tường ở dưới kia kìa. Không biết, không liên quan gì em hết đó. Trời ơi, người ta nói ha, trong phim trưởng người ta có cái câu là đa tình tự cổ không như hận. Dịch sang tiếng Việt là yêu là chết trong lòng một đống. Ai dịch vậy? Chị dịch á. Nói chung là không hiểu đúng không? Đi, đi xuống. Ông Mạnh đang leo tường dưới kìa. Đi xuống. Nhanh lên. Không. Điểu mận. Chị nói thiệt á. Không. Trời ơi, nọ để ổng ngoài nắng vậy hả? Ừ. Đâu liên quan gì tới em đâu. Thôi đi xuống dưới đi. Công tình trưa nắng người ta leo trèo vô kìa. Lỡ mà tía thấy là chết tôi luôn á nha. Kệ người ta. Không biết. Con nhỏ này. Người đàn bà lạnh lùng. Bộ muốn thấy ảnh bệnh rồi mới vừa lòng hả dạ hả? Có chết cũng không liên quan gì em hết á. Trời ơi, người đàn bà vô tâm. Tức quá mà. Đồ người đàn bà phủ phạt. Chị đâu vậy? Đây là của anh Bảnh. Ê! Ê! Ai đó vậy? Không ai hết chị ơi. Không ai sao có người trả lời hay vậy? Anh tới đây làm chi? Anh biết. Anh biết cái lỗi của anh lớn lắm. Anh xin lỗi em. Tại anh nhớ em quá anh mới tới đây mà. Anh biết cái lỗi anh lớn mà anh còn dám đến đây xin lỗi nữa hả? Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn gặp em thôi. Anh gặp em cho thỏa lòng. Xong rồi anh về. Gặp em rồi đó. Về đi. Em nhớ ăn uống vô nha. Nhìn em tiều tụy lắm rồi. Hôm nay em ốm quá. Tóc tai sao bù xù dữ vậy? Anh đang tả ai vậy? Em đứng chỗ đi, em đi vòng vòng hoài vậy. Anh về. Nãy vô đường nào thì giờ ra đường đó đi chứ. Không biết đi đường nào luôn. Nhanh lên. Ê, leo không nổi đi đường kia đi, tôi mở cửa cho. Nghe không? Ê. Anh Bảnh, anh sao vậy anh Bảnh? Anh Bảnh, dậy đi. Anh Bảnh, anh Bảnh. Trời ơi, rồi à. Có chuyện gì không ưng ý ưng bụng rồi đó. Ai chọc vợ mà mặt mày hầm hừ, gặp ai cũng muốn quýnh giống như mất sổ gạo vậy cha. Chuyện gì vậy? Mới ngoài ruộng gặp hai lợ về nè. Rồi, gặp rồi gây chuyện với người ta nữa phải không? Sao ông tối ngày ông cứ kiếm chuyện với ông hoài vậy hả? Tôi đâu có ở không, tôi đâu có rảnh đâu mà gây chuyện với người chả. Chứ sao? Thứ gì đâu không à. Chả bực bội cái vụ mấy đứa con gái chả gây ra đó. Bây giờ tự nhiên cái khùng. Rồi tự nhiên cái nói thằng Đô La con nhà mình. Trời ơi, ông nói gì tôi không hiểu gì hết trơn trọi à. Nói thằng Đô La nói cái gì mà con mình có gì đâu nói. Nói không có đầu có đuôi gì hết trơn trọi vậy. Tôi hỏi bà nè. Chả nói nhìn thằng Đô La con của ông á, nó mạnh khỏe, đẹp trai cao to vậy á. Nó men vậy á. Nhưng mà chưa chắc là sanh con đẻ cái được. Thứ già vô duyên. Con cái người ta mà chả nói vậy. Bà bực không? Ông nói vậy hả? Ông nói vậy là ông ý gì? Ý gì cái gì? Ý em nó nói là con mình bóng. Nói Đô La bóng hả? Là BD hả? Trời, bà hỏi tôi biết hỏi ai. Nè, vì nghĩ ông Hai Lợi á, ông thất vọng của thằng Tám Bảnh dữ lắm. Vì có cái cách này nè. Mấy đứa bu lại đây. Tụi bay nói với ông Hai Lợi là con Mận có bầu. Làm vậy đi. Hả? Ừ. Có bầu quá gì? Nói thôi. Mới có bạn thôi mà. Tai vách mạch rừng, hiểu không? Ừ. Nhưng mà sao? Sao giờ con có bầu được? Không lẽ giờ con với... Nếu mà như vậy thì thôi mình nhờ khoa học can thiệp đi. Làm sao? Đi cấy. Ở đâu? Bệnh viện á. Ủa mà anh làm chưa sao anh rành dữ vậy? Chưa, anh đọc báo nên thấy thôi. Nhưng mà tốn tiền lắm. Kêu thằng Bảnh nó bán con bò với mấy con gà ở nhà nó đó. Bán bò bán gà gì? Thì nó làm giả thôi mà. Ủa làm giả hả? Làm giả thôi mà bạn quá. Ai biết tưởng thiệt. Anh thấy vậy cũng đúng. Trước tiên là mình để cho bác Hai tác hợp hai đứa đi ha. Rồi mình tính tiếp. Làm đi chứ ông tôi không kịp đâu. Vì thấy cái cách này là cái cách hữu hiệu nhất rồi đó. Ủa? Bay đi đây rồi ai chăm sóc cho ông Bảnh chứ? Trời ơi dì ơi, mấy bữa nay toàn là nó uống rượu thay cơm không à. Rồi lại thêm buồn rầu nữa, cho nên bị suy nhược cơ thể. Mà mấy ngày nay nó ăn uống và đi đứng lại bình thường rồi. Tụi con thay nhau canh chừng nó, nhưng mà cũng phải nghĩ xả hơi chứ. Dì đừng có lo, không sao đâu. Mà nè, tụi con phải giữ bí mật cái chuyện này nha, để cho nó ngạc nhiên nghe chưa? Dạ, chắc là nó sẽ ngạc nhiên lắm đây. Có bầu giả thôi, coi nhịn mặt mơ mộng kìa. Lấy ly cà phê đi cô Mai ơi. Bán nước kìa gì Mai. Nước hả? Chờ chút nha, chờ chút. Để đi bà ơi. Rồi. Không lẽ ông Hai Lợi không biết chuyện thằng đô la thằng 6 ngàn rồi? Má, nè, ngồi xuống đây, tôi hỏi cái này coi. Đi đâu đi chơi về mà mặt mày vui vẻ quá vậy? Thì con đi dạo chơi. Mới đi với thằng 6 ngàn về phải không? Trời ơi, sao mà má lúc nào má cũng ác cảm với 6 ngàn kỳ vậy? Người ta đâu có làm gì đâu mà sao má cứ ghét người ta vậy? Đúng là nó không làm gì má hết trơn, nhưng mà nó là cái thằng đàn ông không phải là đàn ông. Con mà đi chơi với nó con sẽ tiêm nhiễm cái giới tính của nó, con hiểu chưa? Trời ơi, má nghĩ sao chứ 6 ngàn không có vậy đâu má ơi. Bây giờ nó làm sao mày rõ hơn ai hết trơn Tao nói rồi đó nghe. Nhìn có tướng nó là tao biết rồi. Đàn ông con trai gì mà éo lả nhau. Cần gì mày phải biện minh bao che cho nó. Thì chắc tại tướng tá của 6 ngàn hơi nhỏ con, với lại nhìn trắng quá, trông thư sinh thì má nghĩ vậy thôi. Thực chất ra là người ta đâu có vậy đâu. Người ta có hay không tự mày biết Tao nói rồi đó nghe. Ba mày mà biết được là chết cả đám đó. Nè, tôi cấm nghe. Kể từ giờ phút này không được qua lại với thằng 6 ngàn nghe chưa? Trời đất ơi, tao nói thiệt với mày. Mày mà cãi lời má, mày đừng cứ về cái nhà này nữa. Tao nói là tao làm đó nghe chưa? Đồ ăn tới rồi. Đây rồi. Ăn cơm đi. Dạ con mời tía. Con mời tía. Dạ mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà. Rửa sạch sẽ chưa? Dạ nãy Mận rửa nên là con rửa sạch mà tía. Chưa? Rửa kỹ không? Con rửa kỹ lắm. Rau bây giờ cẩn thận, thuốc men đồ dữ lắm. Dạ. Ủa sao bữa nay đi chợ thịt không vậy? Không có cá vậy? Ha. Ai vậy? Là tôi đó. Ủa? Dì Mai. Dì Mai. Dì Mai ngồi chơi. Đây bữa cơm không? Đi cưng. Sẵn bữa ăn cơm luôn. Tôi đem cho ông ít trái cây ăn lấy thảo. Trái cây ở thành phố gửi xuống đó. Ngon lắm không tin ăn thử biết liền. Dạ con mời dì. Thôi, dạ cha con ông ăn đi. Tôi ăn rồi. Quê mình đưa trái cây lên thành phố. Thành phố đem xuống bà kêu ngon. Thôi ăn cơm đi. Dạ chị Mai ăn cơm. Dạ chị Mai ăn cơm. Thôi tụi con ăn đi. Dạ. Trời sao bữa nào không có món cá ha? Thì cái hồi sáng chị nói em mua cá cho chị ăn, thèm cũng chết. Tại chị nói là tanh quá chứ bộ, cho nên mới. Nhưng mà cá nó ngon. Em mà kho. Ủa sao con út nói dữ vậy nè? Nó bị cái gì vậy? Chắc là do hổm rày không ăn uống gì, cho nên bây giờ bệnh gì nữa rồi đây. Trời không có đâu nghe. Hình như nguyên một ngày hôm nay với ngày hôm qua nó ăn gì vô nó cũng ói, nó cũng chê tanh hết á. Nhớ không? Nó ăn cá nó chê tanh, giống như mấy người có bầu vậy đó. Em nói gì kỳ vậy? Con xin lỗi. Em nói gì chẳng khác nào là em nói nó đang có bầu. Hay này, tự nhiên hai nói vậy, không lẽ hai nói nó có bầu? Nhưng mà nó đâu có bầu đâu. Có sao không con? Nữa kìa. Cái triệu chứng này là cái triệu chứng có bầu. Im đi. Dạ. Không lẽ phải nói cái con nhỏ này nó diễn hay dễ sợ luôn á. Coi kìa, coi nó ói mửa coi kìa. Giống y như thiệt vậy đó. Trời ơi, cái kiểu này mà làm diễn viên thì khỏi phải nói rồi. Coi đó. Trời ơi, nó làm cái kiểu gì mà giống người ngoài nhìn thấy mà không biết á. Rồi tưởng ủa, thôi mà, trời ơi, diễn như vậy đủ rồi con. Diễn gì mà diễn hoài vậy? Nè, ngồi dậy đi. Ủa, nhỏ này, cái gì vậy? Nè, đừng diễn nữa. Giỡn à, đừng dai quá à. Nè, ủa, sao vậy con? Hả? Thôi chết rồi, sao lạnh gắt gì nè. Thôi, không phải rồi. Ơi, trời. Có ai không? Con Mận nó xỉu rồi nè. Người đâu rồi? Mận à, dậy đi con. Dậy đi. Không phải diễn. Chết rồi, lạnh gắt à. Người đâu? Ra đây. Mọi người ra đây nè, con Mận nó xỉu rồi nè. Phụ tôi cái coi. Chị tỉnh rồi đó hả? Ồ, tôi bị gì vậy cô y tá? Chị có thai. Mà thôi chị cứ yên tâm đi, nghỉ ngơi tịnh dưỡng nha. Tía. Cô. Chúc mừng ông là cô Mận đã có thai. Bây giờ á, gia đình sắp xếp cho cô nghỉ dưỡng ở nhà để dưỡng cái thai, kèm với việc tẩm bổ và ăn uống. Dạ. Tía. Ông, tôi nói ông nghe nè. Bây giờ gạo á thì cũng đã nấu thành cơm rồi. Ông á, nghe lời tôi tác hợp cho hai đứa nó thành vợ thành chồng đi. Vậy chẳng lẽ giờ ông bắt nó đi phá thai? Trời ơi, tội chết đó. Đúng rồi đó tía. Mà bây giờ cái thai nó lớn như vậy á, bộ ông không nghĩ tới tính mạng của nó hả? Đúng rồi đó tía. Tôi không có làm cái chuyện thất đức đó. Nhưng mà thà tôi nuôi cháu, chị nhất định là không cưới xin tác hợp gì hết. Trời ơi, nếu mà ông cứ khăng khăng như vậy á, rồi á, cháu của ông nó không có cha nè. Rồi á, bà con hàng xóm láng giềng nó con nhỏ có chữ quan đó, rồi ông nghĩ sao? Tôi thà là tôi nuôi cháu, chứ nhất định là tôi không gả cho cái thằng mà sống mà không biết điều, mà cái tật đồ xấu xa như nó. Tôi sẽ đưa con Mận lên Sài Gòn, cho nó tá túc ở trển, sinh con ở trển. Rồi khi nào lớn tôi bồng về, cùng lắm là tôi nói nó là nuôi con lụm, chứ còn nhất định không bao giờ tôi gả cho cái thằng khốn nạn đó đâu. Ông hai, cái cha già bảo thủ. Mày suy nghĩ chuyện của Mận hả? Thôi mày ơi, dù gì con Mận nó cũng tha thứ cho mày rồi, buồn gì nữa. Mận tha thứ mà bác hai ông có chịu đâu. Không chịu gì, trước sau cũng phải chịu thôi. Sao không chịu được? Mà ông tính tình thiệt. Già mà khó khăn dữ, không biết làm sao. Bởi tao nói thiệt á, tao chưa thấy ai mà khó như là ông hai luôn á. Chỉ có ba thằng mình mới chịu nổi ổng thôi. Khó gì mà khó quá. Ăn ở cái gì vừa vừa phải thôi, để con cháu nó còn hậu giận sau này nữa. Chứ còn gì nữa, không thấy trời hại ông hả? Tướng thì ốm nhơ ốm nhách, xương sống xương sườn lồi ra tùm lum hết trơn. Bữa nào nằm ngủ mà chở mình á, xương nó chọt ra một cái chết bèo nào không hay. Không phải một cây đâm đâu, mà nguyên một chùm xương đâm vô ổng luôn á. Đúng rồi. Và mà khó khăn thiệt á. Thôi. Hai thằng bay làm gì nói xấu bác hai hoài vậy? Biết là ổng xấu rồi. Thôi đừng có nói xấu ổng nữa. Trước sau gì á, ba thằng mình cũng làm rễ ổng à. Cái chuyện ổng xấu á thì để ông trời ổng nhìn thấy. Trước sau gì thì thiên lôi cũng dòm ngó ổng à. Ừ, đúng không? Coi ừ, nữa. Tao giá cho dòm sớm sớm dùm cái. Quýnh cái sẹt cái trái đừng thui. Ừ. Hà bá đang dòm tụi bay nè. Tụ tập để nó xấu tao ha. Bác hai linh dữ bác hai. Bác hai, sao hôm nay bác hai đẹp vậy bác hai? Cái cây mà bác hai đẹp hơn cái cây luôn á. Bác hai khỏe không? Cảm ơn mày. Tụi bay á là thần điêu mà. Điêu ngoa quỷ quyệt, dám nói xấu tao ha. Còn cái thằng kia, tao nói cho mày biết nha, lấy con tao có chữa rồi mà còn dám nói xấu tao. Tao bất chấp nó có chữa hay không, từ nay trở đi tao cấm không bao giờ cho mày gặp mặt nó nữa đâu. Thành con quan sao bác hai? Kệ mẹ tao. Mụ nổi mày. Bác ơi, trời ơi. Mày đừng có hát đâu mày ơi. Tao buồn quá. Tao nói rồi thấy chưa, kêu thiên lôi dòm ổng sớm sớm tí xíu đi, dòm trễ quá làm chi không biết. Mày nói chuyện nhìn trước nhìn sau á, tại cái miệng mày không á. Tao ngồi ở đây sao ông quay lại kìa mày. Ông quay lại kìa. Hả? Gì? Giỡn. Giờ mày còn giỡn được nữa. Mày giỡn vui quá. Tôi chán mày luôn. Trời ơi, quay lại thiệt mà. Trời ơi. Giờ sao? Dạ không có. Muốn nói gì nữa không? Dạ không. Bác hai đẹp như đòn bánh tét này luôn á. Biết. Dạ. Dạ con biết. Cái miệng mày thúi luôn. Dạ. Bộ quán bà Mai mà mình chửi bà mất khách sao? Chích. Wow. Còn lấy đôi dép bác hai ơi. Còn lấy đôi dép. Hết hồn. Tụi nó quất mình rồi chứ. Thôi trốn đi chứ bà Mai bà biết là chết luôn á. Ủa dì ơi, sao tự nhiên cô y tế nói là con có thai là sao vậy dì? Ê, quên rồi hả? Quên gì? Kế hoạch tác chiến đó, mình bàn với nhau rồi mà. Nhỏ này. Ha. Làm hết hồn. Ơi nhưng mà đâu đúng. Em hả? Em bị ói rồi em bị xỉu tùm lum luôn mà. Trời ơi ta nói, tại vì bay bị trúng thật cho nên ói mửa tùm lum vậy đó, chứ không phải có bầu. Trời ơi, dì làm con hết hồn. Thì đó, cái lúc mà con ói mửa á, dì mới nghĩ là ủa cái con nhỏ này nó diễn hay thiệt á. Trời ơi nó ói mửa tùm lum á, ai dè là bị trúng thật, ói thiệt. Ủa nhưng mà rồi vậy dì có nói với tía con vụ con có thai chưa vậy dì? Nói rồi nhưng mà thất bại. Lỡ phóng lao thì phải theo lao tới cùng. Bây giờ theo con nha, cứ giữ bí mật này tới cùng với tía đi. Từ từ hả, kiếm cách nói với tía. Nè nha, bây giờ cưng dám nói với tía không? Lạng hoạng á hả, tía sốc á hả, là có chuyện lớn luôn đó. Rồi lỡ 9 tháng 10 ngày sau Cái không có đứa nhỏ nào ra hết, rồi tía có bị sốc không? Ha. Gì? Vậy sao giờ? Thôi chịu khó ráng đợi thêm thời gian nữa đi, rồi giải thích với ổng. Cái chuyện này nó còn mới quá, mà dì chỉ sợ là ổng không chịu hiểu đó chứ. Ủa về rồi đó hả? Thưa tía tụi con mới về. Con thấy trong mình sao rồi? Khỏe nhiều chưa? Dạ rồi dì. Tôi thấy vậy nè. Bây giờ á, để tôi đưa con Mận lên Sài Gòn cho nó ở trên trển, rồi chờ cái ngày sinh nở xong lúc đó hẳn tính. Chứ để ở đây á, hàng xóm mà biết, họ gì nghi còn chết nữa. Không được đâu. Chuyện này á, ông cứ để cho tôi. Dù gì á, tôi là người thành phố, tôi rành rẽ hơn ông. Với lại á, ông là đàn ông mà. Con gái mà đẻ chữa, ông lo không có tiện đâu. Để cho tôi đi. Đúng rồi đó tía, dì Mai nói đúng á. Bây giờ nha, tía mà đi lâu á, cái xóm này nó xì xào bàn tán, sinh ra nhiều chuyện không có hay đâu tía. Vậy cũng được. Thôi thì tâm sự nhờ bà. Bà lo giùm tôi cái đi, chứ giờ tôi rối quá rồi. Thôi được rồi, để đó tôi lo cho. Yên tâm đi mà. Ê. Ê. Dạ. Núp lén rình rập cái gì? Hả? Kiếm ai? Đừng có nói là kiếm thằng Đô La nghe chưa? Nó không có nhà đâu. Bắt đầu từ giờ phút này, đừng tới đây kiếm nó nữa. Để nó có thời giờ đi cua bạn gái, hiểu chưa? Dạ. Con... Đàn ông con trai gì mà người ta hồn người ta khỏ một cái là nhảy đông đỏng với đàn bà con gái vậy hả? Ê, nghe nói nè, tôi thấy cậu cũng nho nhã, lịch sự, đẹp trai ha. Thì phải hiểu, hai đứa đàn ông mà đi chung với nhau thì thiên hạ sẽ nghĩ gì? Họ dị nghị, họ dèm pha, hiểu chưa? Làm ơn đi, nếu mà thương thằng Đô La thì làm ơn nghĩ cho nó đi, đừng làm cho nó phải khó xử, hiểu chưa? Dạ. Trời đất ơi, nói vậy rồi khóc hả trời? Con về. Thì đi về đi. Trời đất ơi, về còn lụm cái gì trời? Trời ơi, nó bỏ xuống cũng không phải bình thường nữa, trời đất ơi. Ghê quá. Cầu trời tôi nghi đừng có đúng nha. Trời ơi mình dòm xem. Trời ơi nãy giờ mình làm gì vậy trời? Mày uống trà mày phải khà. Mày uống trà mày làm như uống rượu vậy mày. Thằng này mày không có biết. Mày đợi tấm bảnh về nó nói cho mày nghe. Ông già nó đi uống trà với mấy ông kia kìa. Mấy ông kia chỉ vậy đó. Uống trà là phải khà. Thì đàn bà nó mới nói mình là uống trà. Mày nói nó khùng mà mày kêu tao học sách đó rồi tao khùng theo hả? Mày bởi vậy bạn bè. Bảnh. Ủa? Rồi mày đi thăm Mận chưa? Ngồi xuống. Rồi có gặp không mà về sớm vậy mày? Rồi sao rồi? Rồi Mận sức khỏe sao rồi? Ổn chưa? Cô Mận có thai 3 tháng nên ốm ngén, cơ thể không khỏe thôi. Cho nên sáng nay chị em Cổ đến đón Cổ về rồi. Anh không cần phải lo gì đâu. Tại sao? Hả? Tại sao đối xử với tôi như vậy? Tại sao đối xử mày vậy? Tại sao đối xử với tôi như vậy? Ai đối xử mày vậy? Tôi dữ dình lắm mà. Tại sao đối xử với tôi như vậy? Tại sao vậy? Tại sao có thai? Tại sao có thai với thằng nào? Tại sao? Cái gì? Tại sao? Ai có thai? Mận có thai. Mày có thai với Mận luôn hả? Không, Mận có thai với mày luôn hả? Là mày phải không? Là gì? Nó mày, cái thầy đó là của mày. Mày đi là của mày. Không phải. Nó không phải tao. Không phải tao. Cái gì? Là mày. Là mày khùng hả? Là mày. Hai thằng tụi bay. Thôi lúc tao đi vắng, hai tụi bay làm gì mận? Bẻ mận. Trời ơi trời, mận mà nó bẻ. Mận đâu mà mày bẻ? Hả? Tại sao mày nỡ bẻ mận của tao? Mày. Mày điên hả mày? Mày điên hả? Mày khùng hả? Mày làm gì vậy? Mày nói xàm hả? Mày bình tĩnh lại coi. Bây giờ sao? Mận có thai rồi, bây giờ mày tính sao? Mày giải quyết sao? Không được là sao? Tao phải qua làm gì? Hỏi Mận cho ra lẽ. Tao nhất định. Ê, mày đừng có xiết cổ nó chết bây giờ. Tao phải hỏi Mận cho ra lẽ. Tại sao đối xử tao như vậy? Tại sao? Ê, tao hoang mang quá mày. Ôi trời ơi, cái cô Mận của tôi sao mà buồn hoài vậy nè. Chị với anh Khanh hồi xưa á, cũng tưởng đâu á là gãy cánh giữa đường rồi. Cuối cùng á, mọi chuyện cũng qua hết trơn á, thấy không? Út phải có niềm tin, biết không? Rồi á, mọi chuyện cũng sẽ giải quyết được thôi à. Mọi người trong nhà ai cũng thương Út hết á, nghe không? Em chưa có từng nghĩ nữa là bản thân mình sẽ gặp cái chuyện nó trớ trêu như vậy. Người ta có thai á thì người ta phải giấu, còn em á không có mà em phải nói là em có. Thiệt ra Tám Bảnh á, chị nghĩ chắc thôi hoàn cảnh mình mới phải như vậy, em hiểu không? Thật ra chuyện của em với Tám Bảnh á thì mọi người thì cũng biết nói làm sao nữa. Thật ra thì Tám Bảnh xuất hiện như ma vậy trời. Thôi hai đứa nói chuyện đi, chị đi vô nha. Chuyện đâu còn có đó nha em. Dạ nha. Anh Bảnh. Bảnh cái gì mà Bảnh? Chuyện này là sao hả Mận? Chuyện này là sao? Hả? Trời ơi, tôi không ngờ tôi làm tính cô là cái đồ xấu trá. Anh nói cái gì vậy? Lần trước cô nói tôi là đồ xấu trá hả? Tôi xấu trá làm sao? Tôi làm như vậy là vì ai? Tôi vì ai? Tôi tin cô là người hiền ngoan, vậy mà tôi phải chịu nhận trái đắng này nè. Anh đang nói cái gì vậy? Cái gì mà làm tin, cái gì mà tùm lum hết vậy, em không có hiểu. Cô đừng có giả bộ nghe thơ nữa. Tôi không muốn nghe cô nữa. Cô giỏi về giấu lắm. Bây giờ cô còn đóng kịch nữa. Cô đóng kịch còn tài hơn tôi nữa. Tôi chỉ đóng kịch cho ba cô thấy thôi. Còn cô hả? Cô đóng kịch cho toàn bộ mọi người thấy hết. Có cái gì thì anh nói ra đi. Anh cứ vòng vo tao quất vậy, em không có hiểu gì hết á. Không hiểu hả? Cô không hiểu hay là cô cố tình không hiểu? Lúc nào cô cũng tỏ ra ngây thơ hết. Vậy mà cô nói cô yêu thương tôi, đòi hôn tôi. Vậy mà cô có người đàn ông khác rồi. Cái thai của làng sao? Cô nói tôi nghe coi. Cái thai của làng sao? Đúng là bỉ ổi, vô liêm sĩ. Anh Bảnh, anh nghe em nói được không? Cái chuyện đó không có giống như anh nghĩ đâu. Vậy cô thừa nhận có bầu rồi chứ gì? Tôi không muốn nghe cô gì nữa đó. Không giải thích gì nữa đó. Ủa cái gì vậy? Anh Bảnh nè. Cái gì vậy Bảnh? Ủa trời ơi, sao mà cái gì mà tự nhiên nó chửi quá trời vậy? Trời ơi, thương nhau mà không hiểu gì nhau hết trơn à. Thôi đừng có khóc nữa bé cưng. Thôi nín. Chắc là Bảnh nó thương em quá cho nên nó mới sốc như vậy. Tại nó không biết chuyện mọi người bàn cho nên nó mới hiểu lầm như vậy thôi. Nín đi chị thương nè, đừng có khóc nữa nha. Thôi không sao đâu, để mọi người nghĩ cách rồi giúp cho em nha. Không sao hết, nghe không? Vì tính á, không đi thành phố, mình chỉ đưa Mận tới một nơi khác ở trong vùng để ở. Nè, cái vụ này không cho ông Hai Lợi với thằng Tám Ảnh biết nha. Thôi gì, không được đâu. Tại vì trong vùng này chỗ nào tí con cũng biết hết trơn á. Để mà tí phát hiện ra là lúc đó tiêu luôn á. Thôi tốt nhất là đi thành phố đi gì. Không có được, lên thành phố bác Hai ông cũng lên tới nữa. Ông hay lắm. Bây giờ con nghĩ là đưa lên núi đi. Đường đi hiểm trở nè. Với lại ông không biết đâu. Mình xây cái am cho nó ở trên đó. Thôi đi. Tự nhiên cứ đi lên núi à. Em thấy vậy nha. Tụi mình đi ra biển đi. Ra biển nè, vừa đẹp mà vừa mát nè nha. Rồi chiều chiều mình đi ra tắm biển nữa. Lãng rồi đó, lãng xẹt rồi đó. Tự nhiên đi tắm biển đâu ngoài đó. Ta đang bạn chuyện trốn đi. Chứ mắc mới về lên núi. Mấy đứa con yên tâm đi. Cái chỗ này á, đảm bảo là ông Hai Lợi ông không biết đâu. Với lại á, ở gần đây đỡ tốn kém hơn. Còn tụi bay gần gũi á, dễ gặp nhau để bàn bạc hơn. Với lại á, để coi tình hình sao á, rồi mình tính tiếp. Sao buồn vậy? Thấy tôi mà sao không nhìn mặt tôi được một cái nữa hả? Hồi nãy á, tôi gọi điện thoại cho mấy người không được nên tôi qua nhà. Ai về đâu. Tôi gặp má Đô La. Hả? Sao gặp má tôi hả? Rồi má tôi có nói gì không? Bác gái kêu tôi á, tránh xa mấy người ra, đừng gặp mấy người nữa, để cho mấy người có thời gian đi hẹn hò gặp bạn gái. Rồi bác gái còn nói với tôi á, là con trai với nhau đừng có nên chơi thân quá, người ta dị nghị. Vậy là má tôi biết chuyện gì rồi đó. Hả? Sao biết được chứ? Tôi cứ tưởng là bác gái vô tình nhắc trúng thôi. Sao mà biết được? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà qua lời má tôi nói, chắc có lẽ là má tôi đang nói bóng gió về chuyện hai đứa mình đó. Chết rồi. Vậy bây giờ á, tụi mình mà có gặp nhau á thì phải cẩn thận hơn. Thôi, bây giờ tạm thời mình nên giảm gặp nhau đi, để cho chuyện này lắng xuống rồi tính tiếp ha. Tám Bảnh á, không có biết kế hoạch của tụi mình, cho nên á, la Út Mận quá trời luôn. Tội nghiệp nhỏ, giải thích sao cũng không chịu nghe. La nhỏ khóc hả? Trời, ta nói hả, con mắt xương chà bá vậy nè. Trời, bình thường mắt nó đã bự rồi, bây giờ xương mắt nó bự hơn nữa hả? Trời, bây giờ không biết sao. Thương tâm lắm. Trời ơi, vậy hả? Vậy là không được đâu mẹ ơi. Mình phải tìm cách để giải quyết cho hai đứa. Lỡ bác Hai không chia cách tụi nó, mà hai tụi nó tự xa nhau trước á. Tội nghiệp con Út Mận nhà mình gì đâu luôn á. Mấy bữa nay thấy nhỏ ốm, thấy thương luôn à. Tự nhiên cái phải chịu oan ức. Gì vậy? Oan ức đó. Trời ơi, làm anh đem cho câu chuyện nó sôi động lên. Anh này, lúc này nó ốm dữ lắm hả? Ồ, thấy chết thương trọng lắm. Sao nó ốm hay vậy ta? Mọi người cũng chỉ vì thương cho con Mận với lại thằng Bảnh thôi, mà ai ngờ cái thằng quỷ thằng Bảnh này nó hồ đồ á, chưa biết ất giáp gì hết, chửi con ta vậy á. Vậy là chuyện không đơn giản như tụi mình nghĩ rồi, càng ngày càng phức tạp. Bây giờ mình không giải quyết nhanh á, loạn quạng hai cặp tụi mình cũng bị chia cách luôn á. Rồi ha, đã vậy á, dì Mai còn bị giả lây nữa. Mọi người cũng chỉ vì thương cho con Mận với lại thằng Bảnh thôi, mà ai ngờ cái thằng quỷ thằng Bảnh này nó hồ đồ á, chưa biết ất giáp gì hết, chửi con ta vậy á. Vậy là chuyện không đơn giản như tụi mình nghĩ rồi, càng ngày càng phức tạp. Bây giờ mình không giải quyết nhanh á, loạn quạng hai cặp tụi mình cũng bị chia cách luôn á. Rồi ha, đã vậy á, dì Mai còn bị giả lây nữa. Cái thằng nó hại biết bao nhiêu người trong cái làng cái xã này rồi. Sống mà không có lợi ích gì cho xã hội hết trơn á. Nhiều khi mình kêu nó đi thật xa mà nó không chịu đi. Bởi vì mới nói hoài mà không chịu nghe. Nói về được kìa. Dạ thôi tụi em về nha. Tụi anh ngồi chơi vui vẻ nha. Mạnh đứng lại. Đi đâu đó? Về nhà. Không được về nhà. Tại sao? Ở đây không phải là cái nhà sao? Không. Nhà của Tâm Bảnh. Tại sao là đối xử với tôi như vậy? Tại sao là có cái này đối xử với tôi như vậy? Mày có bầu hả? Đi về đi. Tôi làm cái gì? Đi về đi. Mình đi về. Tôi đã từng làm cái gì? Bị điên heo luôn á. Thôi về về. Tôi đã chiều chuộng hết sức rồi mà. Tôi mặc đồ đàng hoàng mà. Tóc cho trẻ ai mái điềm đạm mà. Hồi đó có trẻ ai mái gì đâu. Hồi đó gom lại một cục. Đẹp. Đẹp trai ớn không? Đúng. Bây giờ trẻ hai mái giống chó lông xù. Ôi trẻ hai mái sao giống chó xù được mày? Giống con chó Nhật mày ơi. Buồn quá. Giờ sao? Ê mày uống thuốc độc hay gì vậy? Cái loại gì mà nhìn kỳ vậy? Rượu. Tao chiết ra chút xíu à. Bà bán rượu không bán cho tao nữa. Bà nói tao sẽ nè. Nè. Bây giờ nói xong chưa? Uống xong chưa? Ra đây ngồi. Ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Mày tính luôn hay sao hả? Mày uống rượu gì mà uống tối ngày vậy? Nè, tao nói cho mày nghe. Cái vụ mà con Mận có thai á là giả thôi, chứ không có thiệt. Cái gì? Mày nói cái gì? Cái đó là cái bầu giả hả? Cái bầu giả. Trời ơi. Vậy là sao hả? Có nghĩa là vậy. Tao, thằng Khanh, Hai Lê, Ba Đào với lại Út Mận suy nghĩ cách làm sao để cho bác Hai không chia cách mày với Út Mận nữa. Nhưng mà không có cách. Chỉ còn một cách duy nhất là Út Mận phải giả là có bầu, có thai, để làm sao bác Hai nghĩ là hai đứa bay có con với nhau, để cho hai tụi bay đến với nhau. Mày hồ đồ lắm. Bên cạnh người mình yêu thì mày phải biết nghĩ cho nó. Hai đứa bay yêu nhau lâu vậy rồi thì tin tưởng nhau chứ. Chứ yêu mà nghi ngờ nhau tùm lum vậy sao được. Trời ơi. Vậy là thằng Tám Bảnh hoàn toàn là tám bậy rồi sao ta? Mày bậy toàn tập. Đúng rồi. Từ đó giờ Mận lúc nào cũng thương tao. Mận lo lắng cho tao mà. Có bao giờ mà Mận gian dối tao một lời nào đâu. Sao tao nỡ lòng nào mà đi nói Mận như vậy? Mày vừa nhận ra vấn đề chưa? Tao đúng là không phải là thằng đàn ông mà. Trời ơi, Tám Bảnh là mày điên thiệt rồi Tám Bảnh. Mà tao nói con này cũng thừa thôi. Cái làng này mày điên nhất mà. Tao chỉ đứng vậy thôi. Mày vui mày cũng uống. Mà bây giờ mày buồn mày cũng uống. Mày ngộ ra vấn đề mày cũng uống rượu. Mày muốn chết thiệt hả? Tụi bay em đi. Cũng tại tụi bay không à? Gì tại tao? Biết gì mà không nói với tao. Tại định nói mày rồi. Nhưng mà sợ mày làm lộ chuyện sao? Uống công tao thương tụi bay. Uống công tao đầu ấp tay gối với tụi bay. Tức quá. Để cái nhà cho tụi bay ở luôn á. Giấy tờ đâu? Giấy tờ không có giấy tờ gì đó. Mày nhây lắm. Tao đi. Ê bỏ nhà đi, không để giấy tờ lại sao bán? Tao đi tìm Mận của tao. Đi tìm Mận hả? Tao đi. Ê Bảnh, chúc bạn may mắn nha. Thôi kệ đi mày ơi. Nó đi tìm Mận, chắc là nó biết lỗi rồi, nó qua nó nói chuyện với Mận. Mày thấy chưa? Nói chuyện thằng Tám Bảnh này phải dập nó như vậy nó mới ngộ ra vấn đề. Mận ơi Mận. Mận ơi. Mận ơi. Mận à. Mận ơi. Hey, kiếm ai vậy? Ai vậy? Không có thấy. Thấy chưa? Đào á. Cái lỗ nhỏ xíu thấy cái lỗ mũi em không à. Kiếm ai? Kiếm Mận á. Ủa? Kiếm Mận hả ta? Hình như nhớ hôm trước có ai kia chửi bới con Mận nhà này lắm mà ta. À, tới kiếm tía tôi chứ gì. Để tía tôi ra đây quýnh anh chứ gì. Tía ơi. Mà, thôi mà. Cho gặp Mận đi, xin lỗi mà. Đâu cho gặp Mận xin lỗi đi. Mận nó không có ở nhà, nó đi chơi rồi. Vậy biết Mận đi đâu không? Không biết. Vậy chừng nào Mận về nói cho tôi gửi lời. Không có rảnh. Không rảnh sao đứng đây? Có thể làm cái gì đâu. Cho gửi lời giùm tôi đi. mận Đào. Nè, sao em không để cho tấm bảnh vô trong nói chuyện? Thôi, thấy ghét lắm. Hai không nhớ hả? Hôm trước tới đây hả, sỉ giả chửi bới con Mận nhà mình đó. Em là em không có chịu cái tính vậy rồi đó. Chưa có biết gì hết trơn á, mà làm mầm mỹ lên. Em thấy ghét, không cho gặp mặt luôn, cho chừa cái tật đó luôn đó. Biết như vậy mai mốt á, mình khỏi cho vô. Sao vậy? Cho hai đứa cạch mặt nhau luôn. Trời ơi, ác dễ sợ luôn á. Tính ra em là Tấm, con chị mới là Cam. Thì đó, chị em mình xứng đôi mà. Nè, sao ông không uống nước đi? Tan đá hết trơn rồi. Không biết tôi sao á, mà con cái tôi nó cứ làm cho tôi đau lòng hoài vậy không biết. Hết chuyện con Lê rồi, bây giờ tới chuyện con Mận, rồi mai mốt không biết là tới phiên con Đào sao đây nữa. Chắc kiếp trước tôi ăn ở làm sao á, mà tới giờ này con tôi đứa nào cũng có chữa trước hết. Thôi ông đừng có nghĩ tới nghĩ lui rồi buồn rầu rồi sanh bệnh nữa. Bây giờ con Lê với thằng Khanh nó ổn rồi, còn con Mận với thằng Bảnh nó quen nhau lâu rồi mà. Quen nhau lâu thì lâu chứ, đâu phải quen nhau lâu là phải như vậy mới được. Thì chuyện đã rồi, bây giờ ông tính là tính chuyện tương lai đi. Chuyện đó cũng đã lỡ rồi mà. Thôi, bà ráng cố gắng giúp tôi đi, giống như bữa hôm bà bàn với tôi vậy đó. Thôi ông cứ để chuyện đó tôi tính cho. Hôm nay không hẹn hò gì sao? Ở nhà đang len vậy bà? Trời ơi, bây giờ nhà của bên ảnh á căng lắm. Tụi tôi tạm thời là không gặp nhau, cho nên tôi rảnh ở nhà học đan những cái mẫu mới để đan khăn tặng chảnh nè. Ủa, mà chuyện của Mận với Tám Bảnh làm sao rồi? Sao tôi nghe đồn cậu có thai đúng không? Chị giả bộ thôi hiểu không? Dạ bộ. Trời ơi, tức là mấy người hùa nhau gạt mấy hai lợi vậy hả? Trời, im coi. Cái gì mà bà hãi vậy? Ông mà biết được cái chuyện này là tiêu luôn đó. Cái miệng như cái mồm vậy đó. La la la. Cái miệng cái mồm là một mà. Mọi người á, người ta thống nhất là không có nói ra rồi. Bây giờ tí tôi mà biết là ông nói đó. Không, tôi không nói nha. Tôi thề luôn, tôi thề là tôi không nói. Tôi không nói, tin tôi đi nha. Dì cháu bà lên trển, nhớ giữ gìn sức khỏe nghe không? Tôi biết rồi mà, ông đừng có lo quá. Mọi việc phải cẩn thận đó. Ừ, tôi biết rồi. Tía về đi, con với dì Mai đi được rồi. Thôi, tới đây hai dì cháu tôi ra bến xe được mà. Thôi thì khi nào dì cháu bà lên xe tôi về. Tía, đúng rồi đó, trời nắng quá trời luôn à. Còn mấy bước nữa tới bến xe rồi. Để dì Mai đi đi. Ông về nghỉ ngơi cho khỏe đi mà, để tôi lo cho nó cho. Lo cho nó giùm tôi nha. Tôi biết rồi. Với bà cũng giữ sức khỏe đó. Rồi. Mà nè, lên tới trển á, nhớ điện gì cho tôi hay nghe không? Tôi điện liền. Con về nha dì. Bye. Nhớ gọi về nha. Biết rồi. Nhớ giữ sức khỏe nghe không? Tôi biết rồi, ông cũng giữ sức khỏe đó nha. Tía về đi tía, con biết rồi mà. Thôi đi tía, đi về tía. Con đi nha tía. Rồi. xe đi. Làm ơn kêu xuống xe đi. Sao kêu chở ra bến xe để lên thành phố. Tôi xin lỗi. Tại vì cháu tôi nó ói phải không con? Nó ói. Đó. Đi nữa là nó dằn, nó sóc, nó ói. Làm ơn cho xuống đây đi nha. Làm ơn đi. Rồi. Nhưng mà trả cái nón bảo hiểm lại đây. Trả nón. Đưa cho em cái giỏ cái anh. Đây. Tiền xe đây. Mấy chú thông cảm giùm nha. Thông cảm. Được, không sao đâu. Rồi, thôi đi. Bây giờ sao vậy? Đi theo gì? Đi. Đi theo gì? Đi. Đừng gọi tên anh nữa. Anh không phải là thằng Bánh đâu. Anh bây giờ là thằng Bèo rồi. Nè, làm gì mà thất tình mặc vờ phạt cái ghế vậy? Còn sao nữa. Hoàn cảnh của anh như vậy em biết mà. Buồn lắm. Thôi đừng buồn nữa. Em có này cho anh nè. Gì ạ? Tên. Anh đâu có sổ mũi đâu mà đưa giấy chi vậy? Nè, nói cho anh biết bí mật nha. Tía em á hả, sợ mọi người biết chuyện của Út Mận, cho nên á hả, đưa nó lên Sài Gòn rồi. Còn đây á hả, đây là địa chỉ của Út Mận ở trên Sài Gòn nè. Có ai thương Út Mận không? Ai thương Út Mận á hả, thì lên Sài Gòn kiếm đi. Đưa anh. Trời ơi, Út Mận lên Sài Gòn thiệt hả? Thiệt mà. Anh thương nó không vậy? Thương. Ủa, đây là số di động của người tìm ra Út Mận ngay sao mà sao số nhiều như vậy? Cái này là địa chỉ trên Sài Gòn nó nhiều sẹt vậy đó. Trời ơi, sao nó sẹt giống là mấy cái ô mà mình chơi cờ caro vậy. Rồi sao giờ có thương nó không? Người ta nói hả, thương nhau mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Không biết ai kia có chịu nhiều sẹt vậy có đi không ha? Đúng rồi, mấy sông cũng lội, mấy suyệt cũng qua. Anh sẽ đi, nhất định sẽ đi. Anh đi nha. Khoan. Nhưng mà cái chuyện này á không có ai biết nha. Yên tâm đi, anh không cho ai biết hết trơn á. Ai hỏi anh mới nói thôi. Anh đi nha. Anh Khanh hỏi, anh Hải hỏi, cô không được nói luôn nghe chưa? Rồi, anh sẽ không nói cho ai nghe hết. Ủa, vậy mà sao vậy? Anh á, anh phải chịu hả, im lặng vậy đi, mới chứng minh được cái tình cảm mà anh dành cho Út Mận chứ. Phải âm thầm lặng lẽ, không cho ai biết được, đúng không? Đúng rồi. Chán sẽ là phải âm thầm, làm việc lớn. Anh cảm ơn em. Cảm ơn em. Anh đi. Ê, nhà anh hướng này mà. Đúng rồi, phải chuẩn bị đồ trước xong mới đi. Bố mà chăm sóc tao gì kỹ vậy? Thì mày đang tâm trạng mà, tao phải chăm sóc mày kỹ chứ. Chứ để mày nghỉ quẩn sao? Được rồi, tao đủ đẹp trai rồi. Ê Bảnh. Mày với con Mận á, làm lành cho mày. Chưa. Chưa mà sao không thấy mày u sầu, phiền muộn, não nề, sâu lắng vậy hết vậy? Thôi vậy đi, tao cũng mừng rồi. Để cho tao với thằng Khanh khỏi mất công phải canh chừng mày nữa. Tao buồn ngủ rồi. Ngủ à? Rồi mày ngủ xong thay đồ ông nội. Mặc đồ vậy ngủ cho nó mát. Vậy hả? Ừ. Thôi ngủ đi. Nè, cầm cái lược ngủ cho ngon. Ê Hải. Gì mày? Mấy bữa nay tao thấy nó sao sao mày. Bây giờ nhìn nó kỳ quá. Bây giờ mình mới thấy hả? Nó kỳ từ đó giờ rồi. Cái nhà này là nó kỳ nhất. Hay nói sâu xa là cái làng này á, nó là người kỳ nhất. Nhiều khi người ta nói nó khùng á. Tao nè, ở chung với nó riết tao bị nó lây rồi nè. Tao ngủ tao không có điếc ngoài. Tao ngủ đi nó nghe đó. Thôi ngủ đi. Ngủ ơi. Mày lạnh lắm phải không? Đắp mền đi cho nó ấm. Nóng quá mày. Thằng nào để tay người tao vậy? Tay ai mà sao cứng quá vậy? Hải, dậy gì vậy? Đang ngủ mà. Thằng Bảnh nó mất tiêu rồi kìa. Trời ơi, sao tao biết được? Mày hỏi tao, tao cũng ngủ giống như mày mà. Cái thằng này thường ngày nó dậy trễ lắm, đâu có khi nào dậy sớm như vậy đâu. Tao sợ nó có chuyện gì đó mày ơi. Trời ơi, hơi đâu mày lo cho nó mày ơi. Nó lớn rồi, nó biết lo thân cho nó. Với lại nó là thổ địa ở đây mà, làm gì có vụ mà nó đi lạc mà mày lo cho nó không biết à. Mà hồi tối này á, tao thấy nó khác thường lắm mày. Tao thấy nó sao sao á. Thôi mày đừng có lo nữa, kể đi không sao đâu. Thằng này thì cứ đang ngủ kêu vậy, tỉnh luôn rồi nè. Thằng suốt đi mặt luôn. Cái thằng này đi đâu vậy ta? Kỳ á, Tấm Bảnh đâu tới đây đâu hen. Nó đi đâu từ sáng giờ không liên lạc được với nó. Không biết là có bị bắt cóc hay là bị cái gì không nữa đây nè. Trời trời, ủa thiệt tình là kiếm không ra ảnh luôn hả? Kiếm không có ra nó. Vậy làm mày nhớ đâu? Không, hồi tối á, nó nằm với mình là tao thấy nó không bình thường rồi. Hình như nó đang giấu mình chuyện gì đó. Thì tao biết nó không có được bình thường, nhưng mà mày thấy hàng ngày nó có được bình thường đâu. Cho nên hồi tối tao thấy cái chuyện đó cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà hồi tối nó bất bình thường hơn mọi ngày. Ơi trời ơi, mấy người lo làm gì vậy? Ông Tấm Bảnh á hả? Vừa xấu mà vừa khùng nữa, ai thèm bắt cóc ổng đâu lo. Trời đi ơi, vòng vòng trong xóm nè, chút về thôi à. Không dám đâu, nhiều khi nó hàng hiếm rồi người ta bắt nó, người ta ngâm rượu nó rồi sao? Nó không được đẹp nhưng mà nó lạ. Bây giờ sao ta? Ủa vậy rồi ổng đi đâu ta? Chết rồi. Ai chết? Gì vậy? Chết rồi. Vụ gì? Không lẽ ảnh đi lên trển thiệt rồi hả ta? Lên trển? Trển là lên đâu? Ý em là nó đi về nơi xa luôn đó hả? Không phải, không phải. Ý em là vậy nè. Là ngày hôm qua em có lỡ thử lòng ổng. Em nói xạo với ổng á là cô út mận nhà mình nó đi lên Sài Gòn, cái em đưa địa chỉ ma cho ổng. Có khi nào ổng cuốn gói, ổng lên trển ổng kiếm Út Mận không ta? Trời ơi Đào, sao em giỡn cái gì quá đáng vậy? Thiệt á, em giỡn cái chuyện gì mà tà lao mới lao quá vậy? Ai biết đâu à, thì em tính thử lòng ổng coi ổng có yêu con Út Mận nhà mình thiệt tình không. Trời ơi sao không yêu? Thằng Tấm Bảnh là nó yêu con Út Mận nhất luôn á. Em biết không? Vì con Út Mận mà nó sẵn sàng thay đổi mái tóc của nó luôn á. Chết rồi, có khi nào lên trển cạo đầu luôn không? Trời ơi, không lẽ nó chết bờ chết bụi ở vỉa hè, đường phố ở trển hay sao trời? Giờ sao? Làm sao anh biết làm sao bây giờ? Làm sao? Mày mới bị chửi giờ mày hỏi nữa hả? Xin chào. Em chào hai chị. Hello, còn hai anh nữa nè. Không thèm. Trời, nhớ nha, tôi mua đồ ăn rồi nha. Trái cây nữa nè. Đem lột chứ. Nè, sao bay đi không rủ Tầng Bảnh đi với nó, ở nhà chắc nó sốt ruột lắm đó. Thôi dì ơi, bây giờ nó đi thành phố tìm Út Mận rồi. Vậy hả? Đây nè, mọi chi tiết xin liên hệ với nàng này rồi sẽ rõ. Nói hoài luôn á. Thì tại em lo, không biết là ông Bảnh có thật lòng với Út nhà mình không. Phải thử lòng ổng chứ. Đúng rồi. Rồi đưa đại địa chỉ ma cho ổng lên Sài Gòn kiếm Mận rồi. Đợi nó đi, 3 năm nữa nó mới về tới. Nhưng mà nào giờ ổng có lên Sài Gòn đâu. Rồi lỡ lên đó ổng lạ nước lạ cái rồi ổng bị gì làm sao? Yên tâm đi, không ai dám làm gì nó đâu. Thấy nó người ta chạy rồi. Nó đi rồi nó cũng biết đường mò về hà. Nó già gần chết rồi con ơi. Lo gì. Ăn đi đừng lo nữa. Nè hai. Tía bé ở nhà sao rồi? Dạ, tía con buồn lắm gì. Mọi lần có gì ở nhà thì còn có người nói chuyện, còn giờ không có ai hết á. Thấy thảm dữ lắm. Phải chi mà ông đừng có cố chấp. Ông chịu hợp tác thằng Bảnh với con Mận thì ông đâu có buồn. Mà ông đâu có phải ở nhà một mình như vậy. Rồi nguyên đám tụi bay đâu phải trốn vô đây. Đúng không? Dạ đúng rồi. Ây da, trời sập. Gì vậy? Ai vậy? Ủa Bảnh? Trời ơi, Tấm Bảnh. Phải mày không Bảnh? Sao mày ra nông nổi vậy? Mày bị gì vậy? Hả? Nó bị người ta hãm. Cái gì? Trời ơi, nó bị hãm. Mày dùng từ nhẹ nhàng thôi, mày nói vậy nó đang đau lòng. Nó nói vậy tao có biết đâu. Mày để tao. Mày bị người ta cưỡng bức hả? Trời, cái quân nào mà nó khốn nạn nó dám cưỡng bức Tấm Bảnh. Tao bị người ta hãm hại. Ủa là sao? Vì cái địa chỉ nhà. Nghĩ sao một cái hẻm mà nó ghi 17 cái xuyệt. Rồi tao tìm tới nhà, nó mở ngoặt nó ghi số cũ đông ngoặt. Rồi sao? Tao phải tìm lại số mới ngay từ đầu. Đã vậy còn bị nhỏ kia nó hãm nữa hả? Hại đời tao. Nó quýnh tao bầm con mắt. Sao đời tao khổ quá vậy? Đó mày coi. Coi cái địa chỉ nè. Cái quân nào viết địa chỉ cho mày vậy? Cái tờ giấy nó bình thường nó không viết, mà nó viết vô tờ giấy chầm mồ hôi vậy. Mà cái địa chỉ tao nhìn á, tao muốn đuôi con mắt luôn á. Cái gì mà sẹt từ lưa sẹt vậy? Làm sao mà nó tìm ra? Mận ơi. Cái gì? Hải. Chữ anh yêu em tiếng Anh nói làm sao? I love you. I love you. I love you. I love you. Ê mày nói tiếng gì mà ra tiếng giống Campuchia rồi mày ơi. Kệ nó đi, nó muốn nói gì nó nói. Nó đâu kể mày nghe, là Sài Gòn tao bị. Sao? Anh Dũng, chú biết cái chỗ này không? Dạ cảm ơn chú. Quê, Đi xe không đại ca? Hả? Xe hả? Dạ. Biết cái địa chỉ này không ạ? Biết. Từ đây mà đến đó là bao nhiêu tiền xe? 50 ngàn. Cái vậy 50 ngàn? Tại xa lắm, qua 4-5 cái ngã tư là ông nội. Là mắc quá không đi đâu. Ồ, vậy 40 đi ông. 40? Ừ. Còn đây 15 ngàn sao đủ tiền đi. Thôi để đi bộ. 15 ngàn hả? Vậy đi luôn. Mở hàng luôn. Từ 50 xuống còn 15 ngàn. Ừ, mở hàng luôn cho. Đi lại đi. Đội lên đi ông. Đưa tiền luôn đi. Lấy tiền trước cho chắc. Đưa trước tiền luôn hả? Ừ, lấy trước tiền luôn. Thời buổi giờ ghê lắm. Chạy vậy rẻ rồi ông nội ơi. Có 15 ngàn. Tới đúng cái địa chỉ này nha. Rồi. Ừ, ngồi dẫn vô. Mày tưởng là hai lúa hả mày? Tao là tắm bẩn nha mày. Tao còn dư 15 ngàn nữa. Ủa? Cười gì anh? Đâu có. Ủa sao gần đây vậy? Tới rồi hả? Tới rồi. Chạy cái nón. Ủa anh, cái phòng trọ này xây theo cái dạng đình hay dạng miễu gì vậy? Sao có hai cái cột bự quá vậy? Cái này phòng trọ gì? Cái này là cái nhà hàng khách sạn tao nội. Khách sạn nhà hàng đó hả? Ừ. Ok vậy trong đây là cái địa chỉ phòng trọ. Tôi đâu biết. Hồi nãy anh kêu chở tới cái đường này thôi chứ đâu có kêu chở tới cái địa chỉ này đâu. Không phải, cái này là cái phòng trọ mà. Tôi đâu biết. Hồi nãy anh kêu chở tới cái đường này thì tôi chở anh tới đúng cái đường này thôi. Rồi tôi đưa anh 15 ngàn rồi đó. 15 ngàn là tới cái đường này thôi. Còn cái địa chỉ này phải thêm 15 ngàn nữa. Cái gì? Tại địa chỉ này nằm ở cuối đường dưới kia kìa ông nội. Thêm 15 ngàn nữa hả? Ừ. Thôi anh gian quá tôi không đi đâu. Ông đi thì trả ông đây. Mà tôi nói cho biết trước nha. Ở đây khó đón xe mà ăn cướp nhiều lắm đó nha. Anh có gì anh ráng anh chịu nha. Tôi thương anh tôi nói anh vậy thôi đó. Sao? Giờ đi không? Bà chắc chắn mà phải chở tôi tới cái đường này, cái địa chỉ này nghe chưa? Chắc chắn tới địa chỉ này luôn. Rồi nhớ nghe chưa? Thôi đi. 15 ngàn đây. Sao nhớ dài vậy? Trời, sao quên được, tiền mà. Nè. Trời ơi, tiền mà dò lộn vậy đó. Leo lên. Lẹ đi. Mày tưởng mình nói giọng gió tao không nghe hả mày? Vừa chạy sao có gió anh? Không có gì hết. Dịnh vô đi ông nội. Rồi, tới đó, xuống đi. Còn tới rồi hả? Ừ, tới rồi. Trọng. Đó, trong trọng đó. Trong đây hả? Ừ. Về Sài Gòn cũng ngộ ha. Ở ngoài trước là nhà bự không mà. Vô đây toàn là nhà nhỏ không mà. Đâu gì đâu ngộ. Tiền to thì nhà to, tiền ít thì nhà nhỏ. Không có tiền thì ra ghế hàng ngủ. Chịu đi nha. Tôi đưa rồi mà. Cái nón. Cho xin 5 ngàn mua ổ bánh mì được không anh? Trời ơi, đi một cái muốn xùm cái giò luôn. Không thấy cái nhà nào ra cái số này hết. Trời, cái đường Sài Gòn vậy đâu mà toàn là giống như mê cung vậy. Không giống như đường quê đi có bờ đê cái tới nơi à. Trời ơi là trời. Biết đi đâu về đâu đấy. Tâm bệnh là tâm bệnh. Về đây sao mày bèo dữ vậy bệnh? Mận ơi, ở nè. Trời ơi, sao mà nằm ở ngoài đường ngủ vậy trời? Thiệt tội nghiệp à. Chú ơi, dậy dậy cho tôi mở cửa. Dậy, dậy đi cho tôi mở cửa. Dạ. Đi kiếm chỗ khác mà ngủ đi. Dạ dạ dạ, con xin lỗi. Dạ xin lỗi, con đi liền. Trời ơi, cái ba lô của con ở đây đâu rồi gì? Ai biết đâu. Cái ba lô đâu rồi? Trời ơi, ba lô đâu rồi? Trời ơi, lấy cái ba lô của tôi rồi. Trời ơi, trời ơi. Mạnh ơi là Mạnh. Trời ơi là trời, sao lại vậy? Mất hết rồi. Rồi, mất đồ hết rồi hả? Mất hết rồi. Tính đem mấy bộ đồ đi cầm để có tiền để về quê. Mạnh ơi là Mạnh ơi. Trời ơi, tội nghiệp quá trời. Nè, cho 50 về xe. Cầm đi cậu. Vậy vô con 50 thiệt hả? Ừ, lấy đi. Thanh niên mà ra đường không có tiền á thì kỳ lắm. Dạ. Cầm đi. Con cảm ơn gì? Con cảm ơn gì? Con cảm ơn gì? Không có gì đâu. Sài Gòn cũng còn người tốt chứ bộ. Con cảm ơn gì? Con cảm ơn gì nha. Mận ơi, Mận, 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 cái gì vậy? Mận, Mận, cái gì? Mận, mày tính gì gái mày? Mày nè, tao quá trời chết à, bỏ như mày, bỏ vậy không? Dê sờm hả mày? Bỏ nha. Lỗi chị, lỗi chị, tại cái tướng gì giống người yêu của em tên Mận thôi, ai ngờ cái mặt của chị mẹt như vậy, cứu tôi với. Tội nghiệp mày thiệt á. Mày tuy là xấu, mỏ mày nhọn, môi thì mỏng, đầu thì bự, mắt thì cụp. Nói chung mày không có cái gì mà hấp dẫn cái giới thứ hai hết, là phụ nữ á. Nhưng mà được cái mày sống tình cảm, yêu hết mình. Trái tim mày không bao giờ quá đá hết. Thôi được rồi, để tao với thằng Khanh sẽ giúp mày tìm cách đưa mày đi gặp Mận. Cái gì vậy? Mày biết Mận ở đâu hả? Mận thiệt hả mày? Thiệt hả tụi mày? Mận ở đâu vậy? Hả? Nói với tao biết đi, Mận ở đâu vậy? Hả? Ông nội, con nói để con giúp ông thì phải từ từ. Công nhận, không ngờ cái môi mày về như vậy. Mà mày tốt với tao quá. Cảm ơn mày. Trời ơi, chết tao. Ở đâu vậy? Vô đi, tao đưa mày vô thiên đường. Đó, đã tới thiên đường. Thiên đường gì có cái xác nằm vậy? Không, mày lầm rồi. Đó là một nàng tiên ngắn. Vợ mền đi, sẽ thấy. Không, Không cần tiên ngắn, tao chỉ cần mận của tao. Không có trái cây nào làm cho tao có cảm giác nữa hết. Mày vô đi. Mày bình tĩnh lại đi. Hái mận đi. Mận. Ai kêu vậy? Để yên cho tôi ngủ quá nha. Im á. Mạnh kêu. Welcome. Anh xin lỗi. Anh để em khổ cực như vậy. Cái lỗi với anh nghe. Không, anh không có lỗi gì hết đó. Anh không có lỗi gì hết đó. Anh không có lỗi gì hết đó. Mình bắt đầu lại từ đầu nha. Làm lại từ đầu nha. Không có giận đâu. Thanh không cần điểm nhạc mày cho nó lãng mạn. Trời ơi, bữa nay khóc nữa kìa. Nước mắt này không. Thôi hai ta đi đây. Hai con hãy ở lại tự do hạnh phúc nha. Ta đi đây. Đi mày ơi. Đi đi hai thằng khúc đột. Sao lâu quá vậy ta? Sao tao biết? Nắng quá mày ơi. Nắng cái gì? Ê, tới rồi kìa. Ê thấy rồi, nhanh lên. Nè Cầm. Hai đứa này nó chạy đi đâu vậy ta? Chắc là có chuyện gì giấu tôi rồi. Xe ôm đâu? Xe ôm. Dạ. Đây con. Dạ. Đi đâu chú? Chạy mau theo. Dạ. Đi đường này. Dạ. Anh với em người cạm cái đã lắm. Anh này kìa. Trời ơi, bài đặt có gì đâu mà ăn xoài. Nhường qua nhường lại kén rồi ha. Nhưng mà ít nhất cũng có xoài cho ăn chứ bộ. Ơi mà tao ăn xoài là kiểu mới à. Nè bây giờ là người cạm cái xong còn cái cùi tút lên tút xuống đã lắm. Rồi còn cái cùi để lại mai mốt ăn sao ha. Ê mày, vợ nó đang bệnh á mà cho ăn xoài rồi đau bụng sao? Không có, nó đang tưởng tượng là có thai đó. Nó tưởng tượng mà nó ăn thiệt không à. Tao phóng con dâu cái là mày dính nha Hải. Khoái lắm, nhìn cái mặt mày có bộ khoái lắm đúng không? Mận, chị Đào á có mua đồ cho em nữa nè. Ê, đủ hết nha. Đủ hết luôn. Có cháo gà nè. Có hả? Thịt heo quay tùm lum tùm lá hết trơn á. Mấy cái đồ mà em cần á là tụi chị. Quá lắm rồi ha. Hứa tiếc. Bác Hai. Dám lừa gạt tao ha. Dám lừa gạt tao đúng không? Bà dám. Tôi Thôi, tôi xin ông. Ông đừng trách tụi nhỏ. Cái này là do tôi bày mưu sắp xếp hết trơn á. Tụi nhỏ không biết gì hết á. Ông có trách mắng gì tôi thì ông trách mắng đi. Tôi chịu hết. Bà còn lót đường cho hươu chạy. Tao nói cho mày biết nha. Mày dám lừa gạt tao nha. Từ nay trở đi nha, mày không là con của tao nữa. Tao tự mày luôn. Bà ơi, con xin lỗi Tía. Thôi im ra hết. Không có tía má gì hết. Từ nay trở đi, tụi mày cứ coi như là tao không còn cái cõi đời này nữa. Bác Hai. Chết rồi. Lần này lớn chuyện thiệt rồi. Bình tĩnh đi con. Bình tĩnh để gì tính. Bình tĩnh. Ông lúc nào cũng vậy hết, sao sống nổi. Tụi bay bình tĩnh. Để tao suy nghĩ coi. Tiêu rồi tụi bay ơi. Tưởng đâu làm lành với ông Hai. Bây giờ chuyện của tao đã hết đường cứu chữa, vô phương cứu trợ luôn. Làm sao tao làm Rễ của ông hai được đây, không còn cơ hội. Mày không làm rễ ổng được, chứ đâu phải mày không làm chồng của Mận được. Hai đứa bay yêu nhau thì cứ ráng đến với nhau, cứ quyết tâm là được thôi. Thì từ từ á, bác hai cũng siêu lòng thôi. Tao thấy nó nói có lý á. Mày đừng có rầu rĩ nữa. Nào ngờ tình yêu trăn trớ, tình đẹp là tình bơ vơ. Chờ ông hai đến bao giờ? Bây giờ mày còn hát nổi hả? Tao thấy cái bài này nó đúng thời điểm. Chờ bao lâu cũng được. Chờ em chờ đến bao giờ? Thôi mày ơi. Hả? Mày cứ chọc chọc nó hoài. Tao thấy bài này nó cũng hợp mà. Hợp cái gì mà hợp? Mày phải chờ nó 1 năm, 2 năm, 3 năm cũng phải chờ. Quan trọng là mày phải kiên nhẫn, phải nhẫn nại lên. Chỉ cần hai người hạnh phúc với nhau là sẽ chứng minh được tất cả thôi. Mày thấy đúng không? Đúng. Mày nói rất đúng. Tao thì tao không có sao, nhưng mà Mận là con gái, lại bị mang tiếng quan nữa. Tao là con rể nè, mà không được thừa nhận, cũng là con rể quan. Hai đứa hoang đàn chi địa, rồi sau này sống sao đấy? Hàng xóm láng giềng dị nghị, chết luôn á. Lần này thảm thiệt rồi. Bận coi như là đã bị dập. Dập cái đầu mày chứ dập. Mận của tao nha. Bây giờ tụi mình phải tìm cách vớt Mận lên nè. Vớt cái đầu mày chứ vớt. Mận của tao mà đòi vớt hả mày? Ý tao muốn nói là phải tìm cách giúp Mận đó. Kiếm cách giúp Mận cho tao đi. Nhưng mà giúp bằng cách nào đây? Mọi chuyện càng ngày càng khó rồi, đã đi ra ngoài tầm kiểm soát của tụi mình rồi. Giờ sao đây tụi bay ơi? Tao đau khổ quá. Tao yếu đuối, Mận còn yếu đuối hơn tao nữa. Không có làm ăn được cái gì. Thôi đi ông nội, hai đứa bay mà yếu đuối, đứa nào đứa nấy mập như con trâu vậy đó. Mập kệ tao mày. Bây giờ vậy nè, mày nghe tao nói nè. Bây giờ mày muốn giúp Mận, và mày với Mận muốn được đến với nhau, thì việc đầu tiên mày phải chứng tỏ cho tất cả mọi người và cả Mận biết mày là một người đàn ông thích đực. Gì mày? Đích thật. Để mày còn là người làm chỗ dựa cho Mận sau này, hiểu không? Tao thấy thằng Hải nói đúng rồi đó. Nhân tiện cơ hội này, mày phải chứng minh cho Mận thấy đó, mày là người đàn ông đích thực. Đúng rồi. Tao phát hiện ra rồi. Phát hiện gì? Đúng. Tao phải mạnh mẽ lên. Đúng. Tao phải mạnh mẽ lên. Đúng vậy. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ thôi chứ không phải là khùng. Mạnh mẽ lên mày. Vậy mạnh mẽ bằng cách nào? Mạnh mẽ bằng cách nào? Đúng rồi. Tao phải bảo vệ Mận, để Mận là của tao, không là của ai hết. Mận là của tao. Thôi mình giảm bớt cái mạnh xuống. Cảm ơn tụi bay. Tao mạnh mẽ lên. Chờ em chờ đến bao giờ? Trời ơi, để anh càng thêm dân duyên. Tía tha cho em nó đi tía, tội nghiệp nó nha tía. Không tha thứ gì hết. Tao đã nói rồi, từ nay trở đi tao cấm nó bước chân vô nhà này nửa bước. Tía cho con út nó vô nhà đi, nó đứng ngoài kia cả buổi trời rồi, tội nghiệp nó lắm tía. Đi mà tía, cho em nó vô nhà đi, tội nghiệp nó mà nhà đi tía. Bé út nó tội nghiệp. Im đi nhà. Tao nói cho hai đứa bay biết, sắp bay đó nha, là hùa nhau ha, để mà gạt tao. Tội của tụi bay tao chưa tính, đừng có nói là tụi bay đi xin cho con Mận hả? Thiệt là quá lắm mà, không coi cha ra gì hết, đi gạt luôn cha nó mới ghê chứ. Lê, Có chuyện vậy? Trời, hồi nãy tôi thấy mặt ổng hầm nhìn thấy ghê quá. Tôi sợ quá, tôi trốn đây luôn nè. Tía, tía biết hết rồi. Biết là mọi người gạt tía. Dù con Mận có bầu á. Trời ơi, hèn chi á, giận là phải rồi. Trời ơi, bây giờ không biết làm gì để giúp cho con Mận nữa. Thiệt tình á, tôi thấy cũng tội cho con Mận ghê á. Phen này là nó tiêu chắc rồi. Không lẽ giờ bó tay hả? Không còn cách nào hả? Lẽ ra là mọi người á không nên làm cái cách mà mạo hiểm như vậy. Bà cũng biết tính của tía rồi, ổng sĩ diện dữ lắm. Trời ơi, ổng mà biết á, ai mà làm cái vụ này á, ổng không có tha cho đâu. Thiệt tình, đâu có ai muốn vậy đâu. Chẳng qua là mọi người muốn tác hợp cho Út Mận với Tám Bảnh thôi. Có ngờ tác dụng ngược như vậy. Mà tôi nói nghe nha, cái nhà này làm như xui mà có phong long luôn hay sao á. Là sao? Ơi, thì chứ còn gì nữa. Gặp chuyện buồn, chuyện xui gì toàn là liên quan tới tình cảm không à. Không phải phong long chứ là cái gì. Vậy giờ phải làm sao? Cái đó là nghề của tôi nha, nghề của tôi. Yên tâm, tôi chỉ cho. Tự nhiên cái hiện nguyên hình với bà nội. Thì lâu lâu cũng cho anh ta lộ tí chứ. Mận ơi, đừng có buồn nữa. Mận buồn cái mặt Mận dè bè xấu lắm nha. Yeah. Thôi mà, nó mượn đó. Tạm thời á, con cứ ở đây với dì cho vui đi. Tía con á, từ từ rồi ông cũng nguôi giận thôi mà. Dạ, con cảm ơn dì. Đúng rồi đó, em qua ở với dì Mai đi, vài ngày thôi. Rồi tía em thế nào cũng nghĩ lại à. Ông coi vậy, ông nóng vậy á. Nhưng mà lúc nào ông cũng nổi tiếng là thương con cái mà. Lúc ông nóng ông nói vậy thôi, đúng không dì Mai? Đúng rồi. Ha, đừng buồn nữa. Bây giờ á, con cứ yên tâm để nó ở đây với dì. Cái chuyện này á, cũng là do dì gây ra mà. Dì nhất định không để cho con Mận chịu khổ đâu con. Dạ, dì Mai lo Mận giùm con nha dì Mai. Dì Mai, Út Mận, Bảnh, Hai. Ủa, tía sao rồi Hai? Tía còn giận dữ lắm. Thậm chí là giận luôn cả chị với Đào nữa. Thôi em đừng có buồn, chờ một thời gian sau á, tía nguôi ngoai rồi chị nói giúp giùm cho. Nè, chị đem đồ cho em nè, thiếu gì thì nói nha. Giờ chị phải chạy ra cửa hàng, bỏ lâu không có được. Nhớ nha, có gì báo cho chị biết nha. Biết rồi. Con đi như gì? Không có sao đâu con. Từ từ tía con cũng nguôi giận hà. Không sao đâu, từ từ ông cũng nguôi ngoai mà. Em đừng có khóc nữa nghe chưa. Đừng không khóc nữa. Khi ông nguôi ngoai cho em rồi mới nguôi ngoai tới anh. Khổ. Lẹ, Quang Đại đâu đó đi. Quang Đại đó đi. Quang bây giờ Quang chỗ nào cũng được đúng không? Giờ tôi Quang Đại nha. Đây, Quang đi. Ui da, trời đất ơi. Gì vậy? Ai mà chơi kỳ cục vậy? Con người như quăng cái bịch ra đây đi chạy. Anh Khanh. Trời ơi, ai quăng trúng anh nè. Em phải không? Dạ đây nè. Tại ông này kêu em quăng nè. Trời ơi, cái gì vậy nè? Cái gì đây? Trời ơi, đồ đạc gì mà quăng lung tung vậy? Cũng tại ông này nè. Kêu em quăng mấy cái này đi rồi hả? Xui xẻo nó sẽ mất hết nên là em mới Trời ơi, rồi em mới quăng lung tung vậy đó hả? Lê ơi là Lê. Tôi đâu có biết đâu. Tại tôi thấy dân tình nói vậy. Tôi làm thử. Ai về đâu anh Lẹ ở dưới. Trời ơi là Lê. Sao mà em khờ quá vậy? Cái chuyện như vậy mà em cũng nghĩ ra được. Còn cậu nữa, đàn ông con trai gì mà nghĩ ra mấy cái chuyện tào lao vậy đó. Trời ơi. Mà nhìn kỹ thế anh cũng đẹp trai quá à. Trời ơi, Bụi đem củi cho. Ê, ê. Thôi, cái gì vậy? Nè, cái gì ăn thì ăn, cái gì cúng thì cúng nghe chưa? Cúng sao ăn? Làm gì anh giỡn? Ủa, mà anh đi đâu vậy? Thì anh tính đi vòng vòng vào chơi tí thôi nè. Vậy hả? Ê, vậy anh Khanh đi dạo với tụi em nghe, được không? Im đi. Làm gì? Vậy thôi anh cứ đi dạo đi ha. Tụi em về trước đây. Đi. Ê. Đi tụi em. Trời đất. Ghê thiệt. Nhìn cái gì? Trời ơi, tôi... Bày cái chuyện gì? Thiệt chứ. Giải hạn cái kiểu gì mà bậy bạ vậy? Hả? Thấy chưa? Thấy không? Tôi thiếu điều tôi muốn xấu hổ với anh Khanh luôn vậy đó. Tôi đâu có biết đâu trời ơi. Ai biết chả, nó trong bụi lùm. Trời ơi, người gì mà có sở thích nó kỳ lạ vậy? Nó bụi lùm. Cái gì? Nó nữa hả? Đã nói rồi, ảnh đi dạo rồi mệt, ảnh ngồi nghỉ thôi. Mà nói nghe nè, cái anh Khanh của bà nhìn gần sao thấy Bentley đẹp trai ghê luôn. Thôi ngang. Sao vậy? Đồ cúng nghe bà nội. Đụng vô đi rồi thấy cái cảnh. Cúng xong ăn. Tôi tát cho bây giờ. Nói hả? Bớt nói một chút đi cho đầu bớt thẹo. Trời ơi, có một câu nói hoài hả? Nè, mà tôi nói nghe nè, tôi sẽ không bao giờ xen ngang vô tình cảm của mấy người đâu. Xen chắc được à? Tôi muốn là tôi xen vô. Tôi thấy bà tội nghiệp, tôi không xen á. Trời ơi, nhìn tôi nè, body thì dáng chuẩn, biện cái đẹp trai nữa, không mai mê làm sao được. Nói nghe nè. Gì? Đáng khen lắm, sao? Đáng khen. Đúng, tôi đẹp mà. Nói chuyện vô lý hùng như vậy mà cũng nói được nữa. Vô duyên hả? Mà tôi nói thiệt nha, cái mặt nhìn hiền hiền, đẹp vậy mà sao ghen dữ hồn vậy? Chứ bà nghĩ sao vậy? Không ghen hả? Đặng cho cái thứ như bà vậy đó. Thấy trai của người ta mà cứ tươm tướp vậy đó. Ủa? Tôi thấy trai thì tôi tươm tướp, không lẽ thấy bà tươm tướp hả? Thì cũng phải giữ nết một chút chứ. Đàn bà con gái gì đâu mà thấy trai là xúc xổ lỗ tháo à. Ê, tôi chỉ có 50% con gái à nha. Nói riết người ta tưởng tượng hả? Mà hả? Tôi nói bà nghe nè, bà yên tâm đi. Mặc dù là anh Khanh của bà rất là đẹp trai, quyến rũ, nhưng mà trái tim của tôi đã dành tặng cho anh $1 rồi. Tôi không có san sẻ cho ai được đâu. Nên đó, bà không có lo là tôi cướp người yêu của bà. Mặc dù tôi muốn là tôi được á, nhưng mà tôi không có cướp đâu. Yên tâm nha bà nào. Được chị cũng mừng. Ông à, ông bỏ qua cho tôi một lần đi. Tôi biết tôi có lỗi rồi mà. Tôi tới đây xin lỗi ông nè. Bỏ qua cho tôi đi nha. Tôi nói ông nghe, chuyện này cũng lỗi tại tôi. Tất cả là tôi chỉ muốn con Mận với thằng Bảnh đến với nhau thôi. Bà cá gan mà làm cái chuyện động trời như vậy. Bà không hỏi ý kiến tôi, bà coi thường tôi quá mà. Tôi biết rồi, nhưng chẳng qua là tại tôi thương tụi nó, cho nên tôi mới bài kế ra như vậy. Mà tôi đâu có dè ra nông nổi như vậy. Mà ông cho con Mận nó về đi, chứ nó con gái ở ngoài tội nghiệp nó lắm. Tôi không có cái thứ con gái bất hiếu, dám lừa cha dối mẹ như vậy. Tôi nói với ông rồi mà, lỗi tại tôi. Tại tôi ép tụi nó làm cái chuyện đó. Nhưng mà tôi không ngờ là ông lại giận như vậy. Ông nghe lời tôi đi, ông cho con Mận về nhà đi. Tôi nói cho cô nghe nè, nó biết cái việc làm đó là lừa cha dối mẹ mà nó vẫn làm như vậy, thì bây giờ cô bao che cho nó để làm gì hả? Nè, ông vừa phải thôi nha. Nãy giờ tôi đã xuống nước, tôi năn nỉ, tôi nói với ông vậy, mà ông á là ông già cổ lỗ sĩ, bảo thủ, khó ưa, khó chịu. Nè, tôi nói vậy mà ông không nghe hả? Nè, tôi nói mà ông không nghe hả? Để tôi về tôi nói chuyện với cái đầu gối sướng hơn. Mời. Muốn về nói chuyện với cái đầu gối, xin mời về nhà, dạch đầu gối lên nói chuyện. Ở đây không quẩn. Ừ, về dạch cái đầu gối ra nói chuyện. Không nói chuyện với ông già cổ hủ, cổ lưu sĩ như ông. Hê. Cứ đàn bà gì đâu, đẹp thì cũng có một chút xíu nhan sắc, nhưng mà vô duyên. Năn nỉ không được, quay qua phà tôi. Chuyện con cái tôi phải để cho tôi tính chứ. Chọt 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 chọt. Vậy mày thằng quỷ này, trời ơi, con hay lại chết đuối rồi mày, trời thấy ghê vậy mày. Thôi thôi thôi, bỏ đi thôi bỏ đi, chạy gì bảo đi đẻ lên đi. Con hay lợi mà làm chuyện hại không vậy trời. Bác Hai ơi! Chuyện gì? Đứa nào vậy? Bác Hai ơi! Bác Hai! Chuyện gì? Mày làm gì mà lăn xăng gì ra mắt đẻ? Cái chuyện gì cũng phải bình tĩnh mà nói con. Cấp bách cỡ nào cũng phải bình tĩnh mà nói. Có chuyện gấp lắm bác Hai. Cấp bách lắm. Cấp bách cái gì? Ngồi uống miếng nước đã, rồi nói tao nghe. Uống ngon rồi bác Hai ơi. Uống chết đó bác Hai. Chuyện gì? Dạ, cái số là như vậy nè. Con đi chơi về, con đi ngang dọc đường, con đi qua bờ sông á, con thấy người nhảy sông tự tử. Rồi con mới tìm hiểu ra là ai vậy, ai mà ngu người nhảy sông tự tử vậy? Dạ là con bác Hai á. Đứa nào? Dạ là cô Mận đó bác Hai. Không biết là chuyện gì mà nhảy sông tự tử. Bà nội cha mày vậy mày vô mày nói bác Hai ơi con Mận tự tử, nó nhảy sông mà trời ơi. Sông chỗ nào? Sông chỗ nào? Chỗ nào? Dạ, bác Hai theo con để con chỉ cho. Buồn quá vậy mày. Tôi đã nói với bà rồi, bà không chịu bàn lại. Thôi quẹo tao hoài để tao bán mày ơi. Buồn quá trời, khổ ghê vậy đó. Buồn cái gì? Không hiểu tại sao bây giờ người ta không có quý trọng mạng sống của mình, mà tại sao lại tự hủy hoại mạng sống của mình như vậy, đúng không? Đúng. Thì con gái ông Hai Lợi đó, tự nhiên nhảy sông tự tử, thiệt là tiếc, thiệt là nó dại quá mà. Tao không hiểu sao luôn á. Mấy anh vừa nói cái gì? Ai nhảy sông tự tử? Ủa? Gì vậy? Ai nhảy sông tự tử? Thì con Mận đó, con gái ông Hai Lợi nè, nhảy sông tự tử, nằm xe lái ngoài kìa. Con Mận hả? Con Mận hả? Con Mận hả? Mà nó có sao không con? Tôi nghĩ chắc là nó không sao. Không, sống nổi đâu. Nằm bất tỉnh luôn rồi. Ủa chứ cái thằng quỷ chỉ điểm nó đâu rồi? Trời đất ơi, con ơi là con ơi. Mày nói tiếng vài tiếng là tiếng đồng ý liền chứ gì. Tao thì miệng cứng lòng mà. Bây giờ nó ở chỗ nào? Long ơi! Trời ơi, sao bác Hai còn đứng đây? Bà nội mày, mày khỏe mới chạy như trâu, tao già rồi. Nhanh lên bác Hai. Đây nè bác Hai. Trời bác Hai ơi, con ơi là con ơi. Có sao không con? Ê, Mận. Mận ơi, Mận. Mận ơi. Dì Mai ơi, chắc Mận không chết đâu hả gì? Mận. Mày nói tào lao cái gì đâu không à? Nó phước lớn bạn lớn, nó không có sao đâu. Trời ơi, Mận, Mận. Đi kiếm nó đi. Mận ơi. Trời ơi, Mận ơi, Mận. Mận ơi. Mận ơi. Mận ơi. Em sao vậy Mận ơi? Mận à. Dạ dột dữ gì con ơi. Tỉnh lại đi Mận ơi. Ông vừa làm vừa dạ ông chưa? Tại ông mà con nhỏ nó ra nông nổi vậy nè. Trời ơi, ông biết ông đuổi nó ra khỏi nhà nó tuyệt vọng biết chừng nào không? Ông thấy tai hại việc làm của ông chưa? Con nhỏ mà có chuyện gì á hả? Tôi không có tha cho ông đâu cái đồ độc ác. Tôi biết là cái lỗi của tôi rồi. Mận ơi, con tỉnh dậy đi con ơi. Tỉnh dậy đi con, tỉnh dậy đi Mận ơi. Đừng làm mình sợ Mận ơi. Dậy cái là cái gì Tía cũng đồng ý với con hết. Con không muốn cái gì Mận ơi. Tía cũng chiều con hết con ơi. Mận ơi. Mận tỉnh rồi. Mận tỉnh rồi. Em có sao không em? Có sao không con? Em có sao không? Gì vậy? Em chỉ bị chút rút chút thôi à. Tía, hồi nãy Tía nói là nếu con tỉnh lại, con muốn cái gì Tía cũng chiều con hết đúng không? Phải rồi. Ông mới nói con Mận chỉ cần nó tỉnh lại là cái gì cũng được hết mà à, đúng không? Gài tôi hả? Đâu có đâu bác Hai. Giờ Tía không cho con nhảy thiệt nào. Đừng có bậy bạ dại dột vậy. Tía thì miệng cứng lòng mềm, cho tụi bay tìm hiểu nhau đó. Thằng này cũng vậy nè, mày phải bỏ thói hư tật xấu kia đi nghe chưa? Dạ. Nhớ không? Dạ. Dạ con hứa với bác Hai sẽ bỏ hết thói hư tật xấu. Dạ. Dạ con cảm ơn Tía. Ừ, là tao hết hồn chạy mà tao muốn đó tới tao. Ông Hai giận chơi thôi mà. Thôi đi về. Mệt ghê, thôi về đưa nó về đi. Về con. Dạ. Tắm thôi mà. Con gái xong nước phải biết bơi chứ. Tao nghi rồi. Chúc mừng em đã được về nhà nha. Lại còn được bác Hai cho phép yêu tắm bảnh nữa. Đúng là toàn tin vui không à. Hay là về nhà tắm bảnh làm gà ăn đi mày. Được á. Trời đất ơi. Mừng tình yêu à, nói gì thì nói chứ em cũng cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã giúp đỡ em rất là nhiều. Có gì đâu, cách sáu không biết nữa. Lúc đó em chỉ tính nhảy xuống tắm thôi, chứ đâu có nghĩ đến chuyện tự tử gì đâu. Trời ơi, lúc đó cũng hên khúc sông đó là nước rồng á. Nó có 1m à, tới lỗ tai à. Nước á, mặt nước tới lỗ tai à. Hèn gì nước ọc ra không, ọc ra từ miệng mà ọc từ lỗ tai ọc ra không. Nè gì? Anh vui tính quá à. Nhờ vậy á mà ông già Tiếu Mận tưởng nó tự tử thiệt á mới cho nó về nhà đó. Còn cho hai đứa bay tiếp tục yêu nhau nữa. Đó, em thấy dì Mai bén không? Rồi đi gì? Nói một câu ra là giống như là dì Mai đang thương xót con gái thiệt của mình vậy đó. Thì lúc đó dì lo cho con Mận quá, dì không kịp suy nghĩ gì hết trơn, dì nói đại, nói tùm lum hết trơn. Ta nói dì Mai nha, dì Mai đúng là một dì ghẻ phải nói là tuyệt vời á. Được về làm mẹ của ông Mận á là đẹp, đã lắm á. Mày nói bậy không à hả? Dì Mai làm gì có ghẻ. Tao đâu có ghẻ. Cái thằng ý con nói là mẹ kế á. Cái thằng tụi mày nói tào lao cái gì đâu không à. Kỳ mắc quá à. Mận. Dạ con chào dì hả con? Dạ. Tía con có nhà không con? Dạ tía con đi ăn vỗ ấp bên rồi dì. Vậy hả? Chà, coi bộ á con chăm chút mấy cái cây bông này dữ ha. Dạ tại không biết sao á, tía con thích mấy cái chậu này lắm. Nói với tụi con là hả phải chăm tụi nó kỹ. Mà công nhận nha, cái cây gì mà lạ thiệt ha, nhiều bông ghê vậy, đẹp quá ha. Dạ. Nè con à. Dạ. Dì là mới học nấu mấy cái món này ngon lắm á, con đem vô đi, tía con bay á ăn thử coi rồi góp ý cho dì nha không? Dạ vậy con cảm ơn dì nha dì. Chà, mấy cái bông này đẹp dữ ha, để mình tưới phụ nó coi. Trời đất ơi, tôi chết rồi. Sao kỳ vậy nè? Sao đang tươi mà héo hết trơn rồi. Chết rồi. Ủa cái gì héo cái gì? Mấy cái bông nó gì? Sao tự nhiên nó héo hết vậy gì? Gì cũng không biết nữa. Gì xịt. Gì xịt cái bên này nè. Gì? Dì ơi, sao dì lấy thuốc diệt cỏ dì xịt bông của tía con vậy dì? Tôi chết rồi. Dì đâu có biết đâu. Dì tưởng là cái chai nào cũng xịt được á. Dì đâu có biết đâu. Chết rồi, giờ làm sao? Thôi con đợi dì chút nha. Để dì đi mua thuốc để xịt cho tươi lại nha. Con đợi dì nha. Có thuốc đó luôn hả dì? Có con đợi dì nha. Rồi. Đúng rồi, 10 bao phải không? Rồi, để tôi kêu người chở tới nghe. Rồi, xong. Ê, alo má. Cái gì đó anh Hai Súng? Mau lên. Sao? Gì? Rồi, tôi có khách, anh đợi chút. Chút tôi gọi lại cho. Đám dỗ hả? Rồi, để tôi nói ông đi được rồi. Cái gì vậy? Chị mau lấy cho tôi thuốc diệt cái gì? Diệt cái gì? Nó cái gì? Diệt cỏ. Thuốc diệt cỏ. Đúng rồi. Diệt cỏ là cái gì? Thuốc diệt cỏ, mua thuốc diệt cỏ đúng không? Đúng rồi. Là cái thuốc mà để tưới, là để sao? Để cứu cái cây á. À, tôi hiểu rồi, cái cây đó bị xịt lộn thuốc diệt cỏ, bây giờ mua để cứu cái cây đúng không? Đúng rồi. Chờ chút đi. Rồi. 30.000. Đây tiền. Rồi. Tiền. Alo. Rồi tôi nói tôi biết rồi, để tôi trở lại liền. Nè, chị ơi. Nè, tôi chưa chị. Nè, nhớ đọc kỹ cho hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nghe. Sao? Rồi, để tôi nói ông đi mà. Trời, đi mời đám dỗ mà sao hối dữ vậy trời. Rồi, ông về tôi biết ông tới liền. Trời ơi, không biết bà này bà biết cách sử dụng không gì trời. Trời đất ơi, cái gì mà rối hết trơn á trời. Đi đám dỗ mà cũng hối nữa hả? Con ơi, sao rồi gì? Không có sao rồi. Dì mua được cái thuốc này nè. Cái thuốc này á, người ta nói xịt vô á là nó tươi lại liền hả con? Không có sao đâu ha. Thiệt không vậy dì? Thiệt. Để dì coi rồi dì bỏ vô. Dạ, vô gì đợi ta một chút. Dạ alo. Dạ rồi. Dạ em ra liền. Dì ơi, giờ con có khách rồi, dì coi mấy cây này giùm con nha dì. Vậy hả? Để dì coi cho, Không sao đâu mà. Không có sao, có thuốc này rồi không có sao đâu. Nghe, yên tâm đi dạ, con. Vậy thôi con đi nha dì. Dì coi để dì làm cho. Dì. Dì biết rồi. Giờ làm sao ta? Cái thuốc này bây giờ lấy cái gì pha vô? Được rồi, mình lấy cái này pha. Bây giờ lấy nước. Rồi bây giờ pha nó vô đây. Tưới vô đây. Rồi cho nó tưới lên coi. Tưới kiểu này làm sao mà không tươi được. Đợi chút đi. Đợi chút thế nào nó cũng tươi à. Đợi chút nữa đi. Đâu có tươi liền vậy ha. Phải chờ chút ha. Ôi trời ơi trời. Trời ơi chết rồi. Chết tôi rồi. Nó chết hết rồi. Giờ sao ta? Không được. Giờ phải thêm thuốc. Thôi khỏi pha luôn, cho nó vô luôn. Thôi tiêu rồi. nó chết thiệt luôn rồi. 5 bao đem qua nhà chị hả? Dạ. Đem qua liền hả chị? Dạ dạ. Dạ cảm ơn chị nha. Dạ. Hay à. Anh hai, ba đi đâu? Dạ ông không có ở nhà. Rồi vậy khỏe rồi. Dạ anh hai ngồi chơi uống nước anh hai. Tính qua nói chị cho tôi mấy cái bao để chăm sóc cái bông. Ôi cái loại đó hết hàng rồi. Để mai chiều gì có tôi đeo qua nhà anh ha. Dạ vậy cũng được. Bông khỏe không? Dạ cảm ơn anh, tôi cũng khỏe. Hôm nay ba Địa có làm khó gì bông cái vụ mà hiểu lầm bữa trước không? Trời ơi, bây giờ gặp mặt anh tôi nói thiệt tôi xấu hổ quá anh hai. Tôi xin lỗi anh hai cái vụ đó nghe. Chẳng qua là hiểu lầm thôi à. Trời ơi, ông xà tôi giống như ruột để ngoài da vậy đó. Gây vậy chứ quên à. À mà tôi không biết sao mà bữa đó ông cư xử với anh kỳ cục quá à. Thôi bỏ qua đi. Dạ. Bông cũng biết điều quá trời. Dạ. Bông vừa xin lỗi tôi rồi còn tặng tôi món quà quý. Trời ơi, tôi quý nó dữ lắm. Dạ, anh chăm sóc nó là tôi vui rồi. Nó nở bông đẹp lắm. Nở bông như bông vậy đó. À, trời ơi, có gì đâu mà quý. Thôi, anh mà thương cái chậu đó là tôi cảm ơn nhiều. À, thôi, tôi về nha. Dạ, khi nào có hàng là tôi đem qua liền. Cảm ơn bông. Dạ. Cái bà Tư Bông này bà hại mà. Phải đi tìm bà tính sổ mới được. Bà Mẫn gì đây hả? Tôi... Mẫn gì như quán gà? Tôi tôi... tưới cây. Tưới cây giùm ông. Thấy cái khô queo tưới cây gì? Tưới chút chút chơi vậy mà. Bà tưới cái kiểu gì vậy? Tôi... Sao nó héo queo hết trơn rồi? Tôi xin lỗi. Tại cái bà Tư Bông nó hại tôi đó. Sao không biết làm sao tôi xịt cái thuốc này vô nó vậy hả? Trời đất ơi, mấy cái cây này là mấy cái cây mà tôi quý nhất. Đưa coi. Tưới bằng cái này hả? Đúng rồi. Bà bón phân, bà tưới cây bà cũng phải coi chứ đâu phải cái cây nào nó cũng hợp đâu. Bà làm vậy là bà giết tôi rồi. Bà biết tôi quý nó dữ lắm không? Tôi xin lỗi. Mà coi làm sao? Cái này là thuốc cỏ mà. Bông dày đó mà bà phá được là hay thiệt à. Tôi... Bông nè. Ai nhắc bông có bông nè. Ủa? Anh hai. Tư Bông. Mới tới hả? Ngồi chơi. Dạ, dạ. Trời ơi, tao nói anh vừa về là có hàng tới cho nên thành thử tôi đem qua cho anh nè. Làm cái gì làm chứ cô đem hàng qua cho tôi là tôi vui rồi. Uống nước đi. Dạ, cảm ơn anh. Cái này loại gì đây? Phân bón cho cỏ đó. Cảm ơn cái chậu bông cô tặng tôi nha. Trời ơi, miễn anh chăm sóc nó tươi tốt là tôi vui rồi. Chứ tiền bạc mà nhầm nhò gì. Nói đừng có trả tiền cho tôi nghe, tôi không có nhận đâu nha. Không, cái bông thì tôi nhận. Nhưng mà dạ, cái này á, cô phải cho tôi trả tiền. Không có bao nhiêu đâu. Trời ơi, miễn anh chăm sóc cái chậu cỏ là tôi vui rồi. Thôi tôi về anh hai. Uống nước cho anh vui nè. Thôi tôi về nha. Đừng có nói vấn đề tiền bạc nha. Tôi mang ơn anh không hết á. Nhớ nha. Thôi tôi về nha. Thôi tôi về. Bông về nha. Tôi về. Bông thấy cưng lắm. Trời đất quỷ thần ơi, thì ra là tôi biết rồi. Cô mẹ đó là đem hàng quá cho ông. Mà tôi biết là cái hàng gì rồi. Hàng trời gì? Ơi. Hàng gì cái này mà phân mà hàng gì? Cái chậu bông đó đó là của cái con mẹ. Con mẹ này là con mẹ Dịch Cổ Lùng. Trời ơi, bây giờ bao nhiêu công của tôi, ông thấy không? Là bây giờ á, bao nhiêu công sức của tôi, thức ăn ngon của tôi đem qua, cái gì quý tôi cũng đem qua cho ông. Tôi chăm sóc ông từng ly từng tí mà ông không biết quý. Mà cái con mẹ đó, ông nhìn coi, cái chảo của con mẹ cũng không có đẹp. Mà cái chậu á, cắm có một cái cây thôi mà sao quý dữ vậy? Ủa cái chậu có cái cây mới quý chứ. Cái chậu không quý làm gì? Trời ơi, tức chết đi. Ông thấy nè, đây nè, hoa hướng dương đây nè, rực rỡ như ánh mặt trời đây nè. Mà con bắt của ông sao vậy? Ông không quý không trọng, ông đi bưng cái bông bụt á, nó tè lé tét lét là lên bàn thờ. Bông bụt nó không đẹp, nhưng dáng vẻ nó kiêu sa, được không? Tôi như vậy không kiêu sa hả? Tôi như vậy mới là lỏng lẫy nè. Bà làm gì ạ? Nhưng mà tức một cái là tôi nghĩ lại, tôi đau khổ. Bà làm gì bà đau khổ? Ông bà mình có nói rồi mà, công em bắt tép nuôi cò, cò ăn, cò béo. Béo con mẹ gì? Ăn như xương sẩu nó lòi ra hết trơn, béo nào? Trời ơi, tôi không biết đâu. Ngồi khóc kể nghe nhảm 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 mất mệt. Bây giờ tôi biết rồi. Ông ăn bao nhiêu đồ ngon đồ quý của tôi, nó không có qua con cò, mà nó qua cái con vịt cổ lùng kia. Trời ơi, hèn chi nó béo gậy luôn. Bởi vậy ông khoái mà, ông chê tôi. Trời ơi. Bởi tôi nói bà là chuyên môn nha. Có chuyện gì á, bà cũng đổ lên đầu tôi không? Đổ cái gì mà đổ? Tức chết đi được. Mê cái bông bụt ha, nó qua hướng dương như vậy nè, qua cúc vàng như vậy nè. Thôi đi bà ơi. Vậy mà chê ha, vậy mà không quý hả? Quý cái chậu bông hả? Nè, tôi nói cho ông biết, từ nay về sau có món gì ngon, chim cò gì á, miễn khỏi ăn, tôi cho cúm chết hết. Mà ông nói cho con vịt cổ lùn nó biết nha, nó mà đừng có đi lãng quạng qua trước nhà tôi lấy cái nạn gây thun á, tôi bắn chết nó luôn á. Tôi làm gì sai? Bà đem phân qua thôi mà. Phân có gì kinh khủng vậy mà chúng nó ghen nhau. Nhưng mà Tư ơi, em đem phân qua muộn rồi, đâu còn cái gì nữa để mà ăn phân. Nó chết mẹ nó hết rồi.